chương 3021, siêu cường kim châm. Dấu lớn phong khả nhi hai tay ôm ngực, trên mặt tràn đầy hoài nghi nhìn trầm tường Tự hồ có chút không thể nào tin được trầm tường mà nói. Tuy rằng nàng thoạt nhìn tương đối đơn thuần, bất quá nàng còn là hiểu được suy tính, trước. Người nói bởi vì hiếu kỳ, phát hiện ít đồ liền vào được, vừa mới nghe ngươi mà nói. Nghĩ ngươi là có mục đích vào, ngươi trước sau không đúng nha. Phong Khả Nhi nói, Khả, năng đây là ta không biểu hiện đạt minh bạch trầm tường ngẩn người nói được rồi dù sao cũng ta xem ngươi cũng không có ác ý bằng không ta đã sớm đem ngươi phong ấn phong ấn của ta chi lực có thể là phi thường lợi hại phong khả nhi rất là tức giận cười nói đúng rồi ngươi và những tên kia có cái gì thù trầm tường không nghĩ tới cái này phong khả nhi chuyển biến đã vậy còn quá mau trước khi còn như vậy hoài nghi hắn tràn ngập cảnh giác mà trong chớp mắt lại trở nên thư giản như vậy, căn bản là hỉ nộ vô thường, bọn. Họ dự đoán được đồ của ta, ta không chịu cho bọn họ, bọn họ liền để cướp đoạt. Ta giết người của bọn họ, cho nên liền kết cừu hận. Trầm tường vuốt tay, rất là bất đắc dĩ, ta thế nhưng lười đối địch với bọn họ. Có thể bọn họ lại ỷ vào bản thân có lực lượng cường đại. Vừa muốn đem đồ của ta chiếm là mình có ta mới phản kháng bọn họ, phong. Khả Nhi liền vội vàng gật đầu, đám người kia chính là như vậy. Bọn họ chào ta chính là là dự đoán được một vài thứ, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý vạn. Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn cũng nghĩ ra được vật gì vậy? Có thể thấy được thứ này vô cùng chân quý. Điều này làm cho Trầm Tường không khỏi nhớ tới Vạn Đạo Chí Bảo, Phong Khả Nhi bản thân liền vô. Cùng thần kỳ, thoạt nhìn cũng không giống như là đơn giản sinh linh hơn nữa tinh thông phong ấn, hiểu được các loại lợi hại đại trận. Từ tên của nàng lại đó có thể thấy được nàng và phương diện này có liên quan, bọn họ nghĩ được cái gì đồ vật? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, Vạn Đạo Chí Bảo. Phong Khả Nhi nói thẳng ra, nhưng lại nói xong rất lớn thanh. Khiến Trầm Tường không khỏi muốn đi đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng ba che. Vật trọng yếu như vậy nàng lại đang ở đây đại hống đại khiếu, hư trầm tường thấp giọng nói vạn đạo chí bảo có thể là phi thường chân quý người lớn tiếng như vậy nói không tốt ta biết nhưng ta không sợ phong khả nhi huyền phù tại không trung phi thường thần khí hai tay chống nạnh xem nàng kia đắc ý dáng dấp trầm tường cũng chỉ có thể thở dài không nghĩ tới bọn họ nghĩ có được vạn đạo chí bảo lại có thể cùng ngươi có quan hệ trầm tường nói ta trước khi chợt nghe nói ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn muốn cùng một chỗ thảo luận chuyện này, trầm tường trước xác thực không ngờ rằng hắn nhanh như vậy giống. Như chuyện này nhấc lên, hắn còn tưởng rằng chờ mấy tháng sau nữa đi xem một chút. Nhưng bây giờ lại làm cho hắn sớm như vậy liên tiếp xúc được vạn đạo trí bảo sự tình, muốn. Dự đoán được vạn đạo trí bảo cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy rằng vạn đạo trí bảo hôm nay tại ngạo thế thiên môn tay của trong. Nhưng bọn họ không cách nào sử dụng, thậm chí là không cách nào mở ra. Phong Khả Nhi nói, không có ta, vạn đạo chí bảo chính là phế vật vậy đồ vật vì. Sao chỉ ngươi mới có thể sử dụng? Trầm Tường lại hỏi, bởi vì ta là Phong Khả Nhi nha. Nguyên bản kia vạn đạo chí bảo bị Phong Ấn bắt đi. Mà ta chính là Phong Ấn vạn đạo chí bảo Phong Ấn đại trận. Chỉ bất quá bởi vì thời y gian quá dài, ta liền tu luyện thành tinh. Phong Khả Nhi chu miệng nhỏ, dáng dấp thập phần đáng yêu, nàng kiều hư nói quỷ biết ta tại lúc ngủ đột nhiên đã bị một cổ lực lượng đẩy xuống tới từ vạn đạo bên trên rơi xuống đến địa phương quỷ quái này trầm tường nhìn cái này tu luyện thành tinh phong ấn trên mặt tràn đầy kinh ngạc hắn là còn là lần đầu thấy tu thành tinh trận pháp hoặc là phong ấn mặc dù có khả năng nhưng loại khả năng này tính là phi thường tiểu nhân chớ nói chi là tận mắt thấy phong khả nhi quả thực đĩnh lợi hại vừa mới trầm tường nếu là chạy chậm một chút đã bị nàng bố trí trận pháp phong ấn, vạn. Đạo bên trên rớt xuống. Cái kia vạn đạo trí bảo là người khác luyện chế ra tới. Trầm tường biết tại vạn đạo bên trên có một chút cường giả. Tỉ như vạn đạo đan thần liền ở phía trên ta. Cũng cảm thấy thật kỳ quái, rốt cuộc là ai từ phía trên đem vạn đạo trí bảo lấy xuống. Phong khả nhi nhíu tiểu mi, vẻ mặt trầm tư, kia vạn đạo trí bảo là dạng gì hình dạng là thần khí sao trầm tường nghĩ phong khả nhi nhất định biết đối vạn đạo trí bảo vô cùng hiếu kỳ hắn nhất định phải hỏi một chút không phải là chỉ là một đoàn bùn nhưng là bảo bối kia đoàn bùn có thể sử dụng tới luyện chế lợi hại vạn đạo thần binh hoặc là đem ngươi nguyên lai có thần binh thần khí trở nên vạn đạo thần khí phong khả nhi thấp giọng cười ngươi có đúng hay không dự đoán được cái này có thể là đồ tốt ta dĩ nhiên muốn đạt được bất quá xem bộ dáng là không lấy được thứ này hẳn là tại ngạo thế thiên môn ta không cách nào đi vào trầm tường nói là ở ngạo thế thiên môn nhưng bị phong ấn ở một cái hòn đá lớn bên trong cái này khối đá lớn sẽ chạy đến lúc đó chỉ ta biết hắn sẽ chạy đến địa phương nào chỉ ta có thể được đến có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thu vào tay Phong Khả Nhi nói, trầm tường nghĩ sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này Phong Khả Nhi chỉ là mới vừa cùng gặp mặt hắn không bao lâu. Dĩ nhiên đã nói phải giúp giúp hắn đạt được vạn đạo trí bảo, cái này là thật sao? Trầm tường có chút không dám tin tưởng, đương nhiên là thực sự, bất quá là có điều kiện. Phong Khả Nhi nói, người đạt được vạn đạo trí bảo sau khi. Người phải giúp ta ở chỗ này tìm được một vật, cái vật kia đối với ta có chỗ đại dụng, vật. Gì vậy? Trầm tường không nghĩ ra được nơi này có vật gì vậy khiến cái này đến từ vạn đạo bên. Trên tiểu yêu tinh như vậy lưu ý ta muốn tìm một khối không thể phá vỡ tảng đá. Phong khả nhi hì hì cười, sau đó lấy ra một cây kim châm, nói. Chỉ cần cái này cây kim không cách nào ghim vào bỏ tới là không thể phá vỡ cái. Này căn kim châm có lợi hại như vậy sao? Trầm tường thấy thế nào đều nghĩ cái này căn kim châm đều rất phổ thông. Hắn lấy ra một cây đao, vậy cũng là là tương đối mạnh thần binh, tốt thử nhìn một chút. Phong Khả Nhi dùng kim châm nhẹ nhàng tại cây đao kia thân đao nhói một cái. Chỉ một cái tử liền đi xuyên qua, trầm tường thấy vậy kinh hãi. Kia kim châm cũng thật là đáng sợ a à hát, mặc dù hắn sử dụng Cửu Tiêu Thần kiếm toàn lực một kích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem cây đao này cho tới. Mà kia kim châm nhưng chỉ là nhẹ nhàng một chút liền làm mặc cây đao kia coi như là phế bỏ cũng may loại vật này hắn không thế nào thiếu ta không tin. Trầm tường nói, có phải là ngươi hay không sử dụng cái gì lực lượng ngươi? Không tin có thể bản thân thử xem nha. Phong khả nhi đem kia căn kim châm đưa tới trầm tường trước mặt trầm tường sau khi nhận lấy. Lập tức tại đao lên trên người một chút quả nhiên như là đánh đậu hũ một dạng dễ. Thoáng cái liền xuyên thấu vào, sau đó hắn lại tới hồi ghim hơn 10 châm đều là phi thường dễ sẽ mặc thấu cây đao kia, thứ này thật lợi hại. Trầm tường cũng không dám đi đánh hắn thiên sáng đỉnh lô. Vạn nhất đánh phá hủy liền phiền phức lớn, đó là đương nhiên, thứ này tuy rằng rất nhỏ, nhưng cùng rất chân quý. Phong Khả Nhi nhận lấy sau khi, nói, người có thể giúp ta tìm được không thể phá vỡ tảng đá sao? Người đáp ứng giúp ta tìm, ta liền đáp ứng giúp ngươi đạt được vạn đạo chí bảo ta đáp ứng ngươi, bất quá ta không có thể bảo đảm sẽ tìm được. Trầm tường nói, hắn nghĩ có thể đi hỏi một chút tiết tiên tiên các nàng cái này luyện khí. Nói không chừng các nàng sẽ biết có biện pháp nào tìm được loại này tảng đá. mươi 3022, Thiên Môn Dưới. Dấu lớn phong khả nhi trong tay kim châm lợi hại như vậy. Khiến trầm tường muốn biết nhiều một chút như vậy tài liệu nếu là dùng để luyện khí mà nói. Vậy lợi hại, dễ dàng là có thể phá vỡ người khác phòng ngự, có. Thể Nhi, cái này kim châm ngươi nơi nào làm cho? Còn nữa không? Trầm Tường hỏi, đã. Không có toàn bộ vạn đạo cứ như vậy một cây, rất khó tại lấy ra. Đây chính là ta dùng nhiều năm tâm huyết mới luyện chế ra tới. Phong Khả Nhi rất đắc ý nói, ta có đúng hay không rất lợi hại, ngươi. Lại vẫn hiểu được luyện chế loại vật này nha trầm tường trái lại không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là phong khả nhi bản thân luyện chế đó là đương nhiên cả ngày bảo vệ cái kia vạn đạo trí bảo là phi thường khô khan ta cuối cùng được tìm một ít chuyện làm nha hơn nữa ta vốn là hiểu được luyện khí phong khả nhi nhào động vài cái cánh lại nói ta cánh sau lưng cũng là ta luyện chế đẹp nha đẹp trầm tường cười cười cái này phong khả nhi là người khác bố trí phong ấn bởi vì đã trải qua rất nhiều năm cái này phong ấn dần dần sinh ra linh sau đó cái này linh lại thông qua nhiều năm tu luyện sau cùng thành tinh mà nàng khẳng định biết một ít luyện khí thủ đoạn dù sao bố trí nàng cái này phong ấn người hiểu được luyện khí nói không chừng nàng hóa linh thời điểm liền thường xuyên xem người kia luyện khí ngươi có cái gì thứ lợi hại sao ta có thể ở bên trong phong khả nhi nói có cũng không biết ngươi có thích hay không trầm tường xuất ra lục đạo thần kính phong khả nhi sau khi nhìn thấy cặp kia khả ái đôi mắt nhỏ nhất thời nhấp nhoáng một trận tia sáng sau đó vội vàng vọt vào thật là một địa phương tốt chỉ là ngươi cái này bên trong trận pháp quá yếu ta giúp ngươi sửa đổi một chút phong khả nhi nói dù sao cũng ta hiện tại cũng không có việc gì làm lục đạo thần kính mặt kiếng có thể ghi lại nhiều loại đại trận cái này đại trận đều là phi thường cường đại bất quá ở trong mắt phong khả nhi dĩ nhiên quá yếu trầm tường trong lòng một trận cảm thán sau khi cũng cảm thấy hết sức cao hứng bởi vì phong khả nhi có thể giúp hắn đem lục đạo thần kính cải tạo được càng mạnh có thể tăng cường thực lực của hắn hiểu được luyện khí lại hiểu được bố trí cao thâm trận pháp trầm tường nghĩ tên tiểu yêu tinh này nhất định sẽ làm cho tiết tiên tiên các nàng thích hắn lúc này suy nghĩ xem sau này có thể hay không đem tiểu yêu tinh này lừa gái đến bách hoa thôn bên trong hiện tại ngươi muốn đi ngạo thế thiên môn đi ra bên ngoài sau khi ta xem có thể hay không cảm ứng được khối đá lớn kia nếu là có thể cảm ứng được ta để hòn đá lớn chạy đến sau đó ngươi đi đem hòn đá lớn lộng tẩu là được phong khả nhi nói trên đường cẩn thận những tên kia nói không chừng sẽ có những phương pháp khác tìm được ta trầm Tường cũng không phải sợ, hắn sử dụng thời không chi lực liền có thể tránh thoát. Đến nay Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn cũng không biết hắn có thể sử dụng thời không chi lực tốt, Trầm Tường đã chạy tới Ngạo Thế Thiên Môn, Ngạo Thế Thiên Môn ở vào thần hoang một. Cái quanh năm nồng mây răng đầy địa phương, ngay trên tầng mây. Lúc này hắn đã đi tới nơi này nhi, chỉ bất quá hắn không có đi tới, chỉ là trên mặt đất tiểu. Khả nhi, ta đã đi tới Ngạo Thế Thiên Môn phía dưới. Trầm Tường nói, ngươi không phải nói có thể cho khối đá lớn kia chạy đến sao? Ừ. Ta hiện tại mà bắt đầu. Phong Khả Nhi từ Trầm Tường Lục Đạo Thần Kính bên trong chạy đến, nàng xem coi trọng trống không nồng mây, liếc mắt là có thể nhìn ra ngạo thế thiên môn ở nơi nào. Bởi vì tầng mây thượng mặt liền có thật nhiều trận pháp kết giới, ta cảm ứng được. Phong Khả Nhi nói xong, nhắm mắt lại, thật nhanh nhào động cặp kia trong suốt xinh đẹp hồ điệp cánh kia là lướt kiều tiểu thân thể bạch quang đại chấn không. song tiểu nha đầu này làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngạo thế thiên môn khẳng định biết đến. trầm tường sắc mặt đại biến, đã tốt nhất tùy thời đem tiểu yêu tinh này mang đi chuẩn bị ngay. phong khả nhi bắt đầu không bao lâu, trầm tường liền cảm ứng được một cổ hơi thở từ trên cao phía dưới truyền đến. hắn không nói hai lời, ôm tiểu nha đầu này bật người sử dụng thời không chi lực thuấn di ly khai, ngay tại lúc hắn rời đi trong nháy mắt. Không trung đã xuất hiện mấy cái khoác áo bào trắng lão giả. Đều là ngạo thế thiên môn bên trong nguyên tổ. Bọn họ đương nhiên có thể cảm ứng được phía dưới này khí tức. Nhưng lại khiến bọn họ phi thường kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới Phong Khả Nhi dĩ nhiên bản thân đến nơi này, trầm tường mang theo. Phong Khả Nhi mấy cái liền thuấn di đến vạn đạo lăng mộ trong hắn nghĩ ở đây mặt có thể sẽ an toàn một điểm lúc này hắn vẫn như cũ rất là lo lắng kia mấy người nguyên tổ thực lực vô cùng đáng sợ trước khi hắn chỉ thấy qua một người trong đó nguyên tổ chính là kia la kiếm hào ra ra tu luyện ra ngạo thế thần thể mà bây giờ hắn lại gặp được cái khác nguyên tổ cái này nguyên tổ dĩ nhiên cũng đều là tu luyện ra ngạo thế thần thể cường giả ngươi phản ứng thật mau chúng ta thiếu chút nữa liền xong đời Phong Khả Nhi trắng noản khả ái kiểm nhi cũng tràn đầy kinh sắc. Một bộ chưa tỉnh hồn hình dạng, nàng trước khi phát công thời điểm cũng không có lo lắng đến cái này, mà khi nàng lo lắng đến thời điểm cũng đã hơi trễ. Cũng may Trầm Tường phản ứng đúng lúc an, toàn là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể lặng yên không tiếng động hoàn thành. Không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy. Trầm Tường nói, ta quên mất, ta là có thể cảm ứng được hòn đá lớn, ta cảm ứng sau khi liền thử xem có thể không có thể khống chế hòn đá lớn ly khai thử thử bất chi bất giác sẽ dùng lực lượng rất mạnh phong khả nhi cau mày nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ nói xin lỗi người ta sai rồi không có việc gì hiện tại đã an toàn ta cũng không nghĩ tới ngạo thế thiên môn kia mấy người lão nguyên tổ đều đang tu luyện ra ngạo thế thần thể sự phát hiện này khiến trầm tường càng thêm không thể coi thường ngạo thế thiên môn ngạo thế thiên môn làm năm đó nhóm kia bị vạn đạo sử tử cường giả hậu đại vẫn có rất mạnh thực lực hiện tại chỉ có thể đợi chờ qua một tháng nữa hòn đá lớn ngưng giữ đầy đủ lực lượng đến lúc đó chỉ cần ta tới gần tâm niệm vừa động hòn đá lớn bản thân chỉ biết chạy phong khả nhi nói bọn họ có nhiều như vậy ngạo thế cảnh thần dai người có thể hay không phá vỡ hòn đá lớn phong ấn trầm tường có chút bận tâm, kia hòn đá lớn bên trong liền cất giấu vạn đạo trí bảo. Hắn cũng không hy vọng bị ngạo thế thiên môn đạt được không? Cần lo lắng, bọn họ không cách nào phá mở ra ấn. Phong khả nhi phi thường một cách tự tin, ta hiểu rõ nhất. Chỉ là ta không biết bọn họ tại sao phải đối với chuyện này rõ ràng như vậy. Bọn họ tốt muốn biết sự tồn tại của ta, nhưng lại muốn bắt ta cũng biết đó là Vạn Đạo Trí Bảo, chuyện này ta cũng muốn biết, đang định hỏi ngươi đây. Đây cũng là trầm tường phi thường nghi ngờ sự tình, Vạn Đạo Trí Bảo Vạn Đạo bên trên ngã xuống. Dĩ nhiên đã bị ngạo thế thiên môn chiếm được, sau đó Vạn Đạo Thần Sơn cũng biết. Bọn họ còn phái người đi ra tìm Phong Khả Nhi. Rất rõ ràng chính là đối về Vạn Đạo Trí Bảo phủ xuống sự tình phi thường rõ ràng, ta. Hiện tại trước hết để cho của ngươi Lục Đạo Thần kính trở nên mạnh mẽ một ít. Đến lúc đó nếu là gặp phải nguy cấp đích tình huống, Lục Đạo Thần Kính cũng có thể giúp một tay. Phong Khả Nhi lúc này rất nghiêm túc, nàng cũng biết ngạo thế thiên môn những ngạo thế đó cảnh thần giai phi thường cường đại. Trầm Tường không phải là đối thủ của bọn họ, còn muốn chờ một tháng. Điều này làm cho Trầm Tường có chút khẩn cấp ta. Phải nắm chặt thời gian trồng ra Thiên Nguyên Thánh thể đan dược liệu trầm. Tường vội vàng sử dụng thời gian chi lực cải biến thời gian của mình bởi vậy hắn là có thể khiến một cái nguyệt biến thành 30 cái nguyệt. Chương 3023, thời gian diễn sinh pháp. Dấu lớn trầm tường sử dụng thời gian chi lực, một mặt là vì tu luyện vạn đạo thần công, mà là tối trọng yếu chính là vì khiến dược liệu rất nhanh sinh trưởng. Mỹ cảnh tỉ muội tại U Giao Sơn Trang bên trong thế nhưng mỗi ngày đều tại tỉ mỉ trồng những dược. Liệu kia, rất nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, ngươi sử dụng thời gian lực lượng cảm ứng được thời gian biến hóa, Phong Khả Nhi vội vàng hỏi. Nàng trước khi đã cảm thấy trầm tường tại thuấn di thời điểm mang theo một loại phi thường ký. Quái lực lượng nhưng khi đó nàng cũng vô pháp phát giác ra được. Cho tới bây giờ cảm ứng được trầm tường sử dụng thời gian lực lượng sau khi. Mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Trầm tường nói, ta đang ở trồng dược liệu. Nhưng loại thuốc kia phẩm cần thời gian rất lâu khả năng thành thục. Những dược liệu kia cũng là ta cần dùng gấp cho nên ta chỉ có thể như vậy. Bất quá vẫn là quá chậm ta đối thời gian pháp tác lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu. Hiện nay cũng chỉ có thể một ngày biến hóa một tháng mà thôi. Mà ta trước khi cái kia chết đi bằng hữu phi thường lợi hại. Có thể một ngày biến hóa một năm, ngươi bây giờ một ngày biến hóa một tháng tiêu hao đại sao. Thì triển thời điểm, có hay không áp lực quá lớn. Phong Khả Nhi lại hỏi, trầm tường trong lòng khẽ động cái này phong khả nhi thế nhưng tinh thông các loại trận pháp. Khẳng định cũng hiểu được thời gian trận pháp mà trầm tường cho tới nay đều ở đây thượng mặt. Không chiếm được chỉ điểm, hôm nay Phong Khả Nhi hỏi như vậy. Nhất định là muốn chỉ điểm hắn, tại trước đây trái lại có điểm áp lực. Nhưng bây giờ không có gì áp lực, ta đã là ngạo thế cảnh. Phi thường dễ dàng liền có thể làm được. Trầm tường nói, trước khi thời gian quỷ còn chưa phải là ngạo thế cảnh nhưng là lại có thể một ngày biến hóa một năm vậy bây giờ ta dạy cho ngươi làm như thế nào có thể thời gian biến động được càng thêm đại phong khả nhi cười nói ta ở phương diện này coi như có chút kinh nghiệm phải không vậy thì tốt quá mau nói cho ta biết làm như thế nào trầm tường nói đầu tiên ngươi nếu là muốn trồng dược liệu mà nói chỉ cần tại trồng dược liệu thượng mặt thi triển là được nếu là thời gian chi lực bao trùm gì đó nhiều lắm ở bên trong quá nhiều người tiêu hao liền là phi thường to lớn phong khả nhi nói hơn nữa chính ngươi cũng cần chờ đợi thời gian rất lâu sẽ làm ngươi nghĩ tương đối buồn chán đương nhiên nếu là ngươi cần tranh thủ thời gian mà nói vậy cũng cũng không có gì ừ ta nhớ kỹ trầm tường dự định chờ một chút liền thử xem chỉ dùng thời gian trận pháp bao trùm những thứ kia muốn trồng dược liệu tốt như vậy kế tiếp ta dạy cho ngươi một cái rất phương pháp đơn giản. Là có thể cho ngươi đem thời gian trở nên càng nhiều. Phong Khả Nhi nói, ngươi bây giờ có thể một ngày biến hóa một tháng. Thì tương đương với một ngày biến thành 30 ngày, đúng vậy. Trầm tường gật đầu, mà. Ngươi ở vào 30 ngày loại này thời gian pháp tắc bên trong. Lại thi triển một lần thời gian pháp tắc, bởi vậy ngươi cái này 30 ngày là có thể lại biến thành 30 cái nguyệt, lấy loại này đầy. Người có thể dùng kia 30 cái nguyệt mặc bộ một tầng thời gian pháp tác chi lực. Nếu là ngươi có thể có đầy đủ ngạo thế thần lực duy trì, ngươi có thể bộ rất nhiều tầng. Như thế biến động thời gian chỉ biết phi thường đáng sợ, phong. Khả Nhi nói, ta bố trí thời gian trận pháp thời điểm, chính là dùng loại này ý nghĩ tiến hành. Mà chính ngươi sử dụng thời gian chi lực ta nghĩ vậy cũng có thể đi được không? cụ thể liền nhìn ngươi đối thời gian pháp tắc chi lực vận dụng lên lĩnh ngộ trầm tường lúc này đã lâm vào trầm tư trong trước hắn quả thực thật không ngờ có thể làm như vậy bây giờ nghe thấy phong khả nhi nói như vậy hắn nghĩ mới có thể đi được thông mà loại này con đường khiến hắn nhớ lại đan thần bí thuật bên trong diễn sinh pháp phong khả nhi nói cho hắn biết phương pháp nơi này không sai biệt lắm chính là thời gian diễn sinh thời gian một ngày biến hóa 30 ngày, 30 ngày tái biến 30 cái nguyệt, 30 cái nguyệt tái biến. Như vậy vô hạn diễn sinh đi xuống, là có thể có vô cùng thời gian mà diễn sinh pháp cũng là đồng dạng đạo lý, vô tận diễn sinh. Là có thể có vô cùng phẩm chất cao đan, đây là không có bất kỳ cực hạn nha, ừ. Ta sẽ đi ngay bây giờ thử xem. Trầm Tường sử dụng qua diễn sinh pháp. Đối với lần này loại này ý nghĩ vẫn có tương đối rõ ràng nhận thức tiêu hao nhất định sẽ rất lớn, hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, lúc này hắn đã thi triển tầng thứ nhất. Thời gian pháp tắc chi lực đã ở vào tại mình thời gian pháp tắc trong kế tiếp. Hắn nếm thử thi triển tầng thứ hai thời gian pháp tắc chi lực thi triển sau khi. Hắn lập tức cảm giác được mình ngạo thế thần lực đang điên cuồng trôi qua. Toàn bộ dùng cho chuyển hóa thời gian chi lực có. Thể ta kiên trì một ngày, cái này tương đối khá. Trầm Tường tính toán một chút vừa mới mất đi ngạo thế thần lực. Có thể cảm giác được chuyển hóa đi ra ngoài thời gian chi lực có thể duy trì vận chuyển một. Ngày, một ngày tương đương với 30 cái nguyệt, không sai biệt lắm 3 năm. Thời gian này biến động so với trước tăng lên rất nhiều thời. Gian quỷ trước khi cũng là sử dụng loại phương pháp này sao? Trầm Tường cảm giác mình sử dụng một ngày sau, khẳng định cần nghỉ ngơi mới được thành công phong khả nhi thở dài nói ngươi thật là có thiên phú chỉ là thử một lần liền thành công ta trước khi bày trận thời điểm thế nhưng đã nếm thử nhiều lần mới thành công không có gì ta có qua tương tự kinh nghiệm trầm tường cười cười cái này tất cả đều là hắn sử dụng diễn sinh pháp lúc lấy được kinh nghiệm hơn nữa bản thân hắn đối thời gian pháp tác chi lực vận dụng phi thường thuần thục mới có thể làm cho hắn như vậy thành công ngươi nói ngươi muốn làm dược liệu ngươi có đúng hay không hiểu được luyện đan nha thật lợi hại ngươi dĩ nhiên hiểu nhiều đồ như vậy lúc này phong khả nhi mới phát hiện trầm tường càng ngày càng nhiều ưu điểm đối với ngươi lợi hại ngươi bày trận luyện khí đều mạnh như vậy hơn nữa trong mắt ngươi đều là một bữa ăn sáng ngươi vóc dáng nhỏ như vậy liền cường đại như vậy ta rất bội phục của ngươi trầm tường nói cũng là thật tâm mà nói chỉ ít hắn không thể như phong khả nhi như vậy làm ra rất trận pháp cường đại tới đó là dù sao ta là phong ấn hóa thành tinh linh ta ở phương diện này không lợi hại mà nói ta cũng không có thể thành tinh phong khả nhi hì hì cười nói ta hiện tại đã đang giúp ngươi cải tạo lục đạo thần kính của ngươi lục đạo thần kính bản thân chính là một cái rất tốt thiên nhiên thần khí ngoại trừ cường độ thiếu những phương diện khác cũng không có có thể thay thế trầm tường cũng là cảm thấy như vậy lục đạo thần kính thế nhưng bị hắn thường xuyên sử dụng thần khí hơn nữa công dụng rất nhiều nếu là ở trước đây cường độ còn là rất đủ bất quá đối mặt ngạo thế cảnh mà nói lục đạo thần kính cũng có chút bạc nhược dễ bị cường đại ngạo thế cảnh vỡ vụn cho nên đối mặt ngạo thế cảnh thời điểm hắn cũng không dám thế nào sử dụng trầm tường ngươi thật giống như có không ít thần khí và vân vân đều có thể cho ta nhìn một chút không ta tuy rằng cũng luyện khí nhưng luyện được không nhiều lắm cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo chủ ý này là ta gặp được gì đó không nhiều lắm ta có thể là mới vừa từ phong ấn bên trong đi ra ngoài trước khi cũng chỉ là tại phong ấn bên trong xem người khác luyện mà thôi đối với phương diện này phong khả nhi có thể nói là tràn ngập tò mò sau đó trầm tường đem mình Thiên sáng đỉnh lô cùng cửu tiêu thần kiếm đều phóng tới lục đạo thần kính bên trong. Sau đó sẽ phóng một chương ngạo thế thần lưới đi vào. Đây là hắn kiện thứ nhất ngạo thế thần khí, cửu tiêu thần kiếm cường độ cũng giống như lục đạo. Thần kính theo không kịp cần cải tiến. Thiên sáng đỉnh lô hôm nay sử dụng vấn đề không lớn. Bất quá trầm tường nghĩ nếu là có cơ hội mà nói, đó cũng là cần cải tiến cải tiến. Chương 3 bốn Thiên nhân thần thảo Dấu lớn trầm tường tiến hành thời gian diễn sinh sau khi, hắn lấy được thời gian sẽ càng nhiều. Thế nhưng hắn đồng dạng cần phải bỏ ra càng nhiều hơn ngạo thế thần lực mới được. Cũng may hắn đã bước chân vào ngạo thế cảnh. Có thể có đầy đủ ngạo thế thần lực có thể tiêu hao, hiện. Tại ta còn có thể nhảy cho ra một điểm ngạo thế thần lực tới luyện chế thiên địa vô cực đan. Trầm tường nội tâm âm thầm nghĩ, dù sao hắn hiện tại lại 30 tháng mà hắn ở bên trong này 30 cái nguyệt, bên ngoài cũng chỉ là đi qua một ngày mà thôi, thiên địa vô cực đan dược liệu hắn có không ít. Hôm nay trồng thiên nguyên thánh thể đan cũng cần không ít thời gian. Hắn cũng không muốn lãng phí những thời giờ này, hắn xuất ra lò luyện đan. Bắt đầu luyện chế thiên địa vô cực đan, bởi vì hiện tại hắn có rất nhiều thời gian. Cho nên hắn đang luyện chế thời điểm cũng không có không có thời gian. Trọng yếu hắn đang luyện chế thời điểm cũng sẽ không lớn như vậy áp lực, rất nhanh. 30 cái nguyệt liền đi qua, không sai biệt lắm 3 năm. Cuối cùng cũng trồng ra thập phần luyện chế Thiên Nguyên Thánh thể đan dược liệu. Tuy rằng chỉ thập phần, nhưng Trầm Tường nghĩ cái này tốt vô cùng. Dù sao cũng chỉ là dùng một ngày mà, hắn trong khoảng thời gian này tới cũng luyện chế hơn 100 viên Thiên Địa Vô Cực đan tiêu. Hao thực sự rất lớn. Trầm tường đem xong trọng thời gian pháp tác chi lực rút lui sau khi đi. Cảm giác được trong cơ thể mình ngạo thế thần lực không sai biệt lắm đã hao hết sạch. Hiện tại tàn dư ngạo thế thần lực chỉ có thể khiến hắn có thể miễn cưỡng đứng lên, được. Nghỉ ngơi thật tốt mới được. Trầm tường nhắm mắt lại. Hắn chưa từng có như thế tiêu hao qua mình ngạo thế thần lực. Hắn cũng không biết phải bao lâu khả năng khôi phục ngươi. Nếu như không luyện đan mà nói, mới có thể còn thừa một ít ngạo thế thần lực tới phòng thân." Phong Khả Nhi nói, trầm tường cố ý thả chậm luyện chế tốc độ. Chính là vì không cần tiết hao tổn nhiều như vậy ngạo thế thần lực bằng không 30 tháng. Hắn không chỉ có riêng luyện chế chừng trăm viên thiên địa vô cực đan mà thôi, xem. Gia tu vi của ta còn chưa đủ, nếu là ta một bên sử dụng xong trọng thời gian pháp tắc chi lực, một bên luyện đan mà nói là căn bản không cách nào tiến hành tiếp bởi vì tiêu hao quá. Trầm tường nói, đúng vậy. Phong Khả Nhi nói, trầm tường một khi thi triển loại này thời gian. Pháp tắc chi lực sau, đại bộ phận ngạo thế thần lực cũng sẽ bị tranh thủ đi chuyển đổi là thời. Gian chi lực nếu là hắn đình chỉ mà nói. Cái này chút thời gian chi lực cũng không có thể biến thành ngạo thế thần lực. Sẽ dần dần tiêu tán, cho nên hắn một sử dụng, sẽ dùng đến đáy nếu không không cách nào trên đường triệt hạ. Lúc đó phi thường lãng phi trầm tường đi trở về một chuyến đan thần bí cảnh. Đem kia chừng trăm viên thiên địa vô cực đan cho Nguyệt Nhi. Để cho nàng chuyển giao cho Lữ Kỳ Liên các nàng an bài kế tiếp. Hắn phải thật tốt đi luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Ở nơi này đan thần bí cảnh bên trong cái chỗ này rất tốt. Kiến tạo cái không gian này người phi thường lợi hại. Hơn nữa thủ pháp khiến ta nghĩ có chút quen thuộc phong khả nhi từ lục đạo thần kính bên trong bay ra ngoài ở chỗ này bay tới bay lui đan thần bí cảnh vốn chính là căn cứ vào các loại cường đại trận pháp dưới xây dựng ra tới phong khả nhi chỉ là nhắm mắt lại đi cảm ứng liền có thể biết cái này bên trong trận pháp ừ người kia đã siêu thoát rồi vạn đạo hẳn là tại vạn đạo bên trên trầm tường nói được rồi bên kia có thể đi trước bách hoa thôn Bên trong có thật nhiều nữ hài tử, ngươi nếu là buồn chán mà nói, có thể đi bên trong đi dạo một chút. Bên trong còn có một chút bày trận luyện khí cô gái đẹp. Nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng cùng với các nàng tham thảo thật. Vậy chăng, Phong Khả Nhi nhìn đi thông Bách Hoa thôn môn, ánh mắt đã na bất khai, thực. Sự không tin ngươi vào xem, ngươi cùng với ta lâu như vậy, cũng có thể tin tưởng ta đi trầm tường cười nói trước khi con kia tiểu bạch miêu cũng có ở bên trong không phong khả nhi vừa mới thiếu chút nữa liền chạy ra khỏi tới đùa nguyệt nhi chỉ là nàng có chút cảnh giác cái khác sinh linh cho nên mới không có đi ra thực sự ngươi sau khi đi vào đã nói là bằng hữu của ta các nàng nhất định sẽ cùng ngươi đùa trầm tường cười hắc hắc nói con kia tiểu bạch miêu tên là nguyệt nhi ở bên trong còn có tiểu bạch long và vân vân ta đây tiến vào phong khả nhi từ lâu nhào động cánh bay về phía tiến nhập bách hoa thôn môn phong khả nhi sau khi đi vào liền gặp nguyệt nhi nàng nói cho nguyệt nhi bản thân là bạn của trầm tường sau khi nguyệt nhi liền rất cao hứng cùng nàng chơi đùa dâng lên sau đó hai người bọn họ đều nhào động cánh tại bách hoa thôn bên trong bay tới bay lui hi hi ha ha nơi chơi đùa đến rất nhanh thì chơi được ngay cả mình là ai đều quên trầm tường trốn ở đan thần bí cảnh một cái an tĩnh chỗ bắt đầu luyện chế thiên nguyên thánh thể đan chờ phong khả nhi nhà đầu này trở về ta phải hỏi nàng một chút xem nàng có nhận hay không được nửa quỷ lão đầu trầm tương đối cái này nửa quỷ lão đầu thế nhưng tương đối hiếu kỳ trong tay hắn đan phương đều rất tốt hơn nữa còn có dược liệu thiên nguyên thánh thể đan chỉ cần ba loại dược liệu là ba loại tương đối cổ quái thảo loại cỏ này có điểm như hoa vậy hình dạng vài miếng màu xanh biếc lá cây trung gian có một tâm mà ở nơi này tâm trung gian có cái rất hình người nhỏ bé cỏ chết cỏ chết rất nhỏ lớn chừng hạt đậu thông thường đây là luyện chế thiên nguyên thánh thể đan dược liệu ba loại thảo đều là giống nhau chẳng qua là trung gian cỏ chết hình dạng bất đồng tuy rằng đều là hình người cỏ chết nhưng bày đi ra ngoài tư thế các không giống nhau chủ yếu là ngồi nằm dừng lại ba loại tư thế loại cỏ này tên là thiên nhân thần thảo có một cổ nhàn nhạt hương khí tới gần đi người thời điểm hương khí cũng sẽ không đậm cái này liền có điểm quái dị cỏ chết luyện đan hơn nữa còn là ba loại cỏ chết đây cũng là lần đầu a hát trầm tường đem cỏ chết lấy xuống cẩn thận nhìn một chút sau đó ném vào lò luyện đan bên trong hiện tại để ta xem một chút cái này ba loại cỏ chết đều phân biệt có cái gì bất đồng thông thường luyện đan dược liệu đặc tính đều cũng có chút không giống nhau có thậm chí khác nhau trời vực, trời sinh bài xích. Nhưng đem chi luyện chế cùng một chỗ sau khi, có thể sản sinh mạnh vô cùng dược hiệu, trầm tường ném vào lò luyện đan bên trong sau khi. Trước dùng ngạo thế thần hỏa đi đốt luyện, đốt luyện quá trình xuất kỳ thuận lợi. Hắn vốn tưởng rằng luyện chế ngạo thế thánh đan sẽ dường như khó. Không nghĩ tới lại như vậy dễ dàng liền đem ba loại dược liệu luyện hóa, ngay hắn đắc trí thời. Điểm, chuyện quỷ dị đột nhiên xảy ra hắn vừa sau khi luyện hóa thuốc linh khí cùng những thuốc kia tinh thể trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành đen nguyên bản đều là màu vàng nhưng trong nháy mắt liền biến thành màu đen thuốc linh khí màu đen thuốc tinh thể đây là than đen trầm tường vội vàng mở ra lò luyện đan xuất ra nhẹ nhàng sờ quả nhiên biến thành than phấn dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến thành than đen hắn cũng không biết đây là có chuyện gì nhất định là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề trầm tường hồi tưởng bản thân luyện chế quá trình, phát hiện không có gì không đúng, lẽ. Nào dùng bình thường phương pháp không được. Trầm tường suy nghĩ dâng lên, sau đó tỉ mỉ kiểm tra những thứ kia biến thành than đen dược. Liệu còn đem trong đó một điểm phóng vào trong miệng run rẩy phi phi phi. Hắn vội vã nhổ ra, thật sự là quá khổ, nhưng lại tê dại hắn đầu lưỡi. Lúc này mặt của hắn đều khổ được nhíu lại, thật khó ăn trầm tường uống rất nhiều nước, mới đem cái loại này rất khổ vị cho tiêu trừ, tê. Dại đầu lưỡi, hơn nữa còn có một chút băng. Tại sao phải băng đây? Cái này rõ ràng là dùng ngạo thế thần hỏa đốt luyện được nha. mươi 3025, đau khổ tìm nguyên nhân. Dấu lớn trầm tường đang luyện chế loại này cao dai đan thời điểm. Luôn luôn gặp phải đủ loại vấn đề kỳ quái, mấy vấn đề này có thể đem hắn chơi đùa điên mà hắn lại không thể đi thỉnh giáo ai chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết hiện tại đi tìm nửa quỷ lão đầu là không được người này sẽ không gặp lại ta trầm tường trong lòng thở dài hắn nghĩ lần này khẳng định lại cần dùng cho phép nhiều thời gian khả năng đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết được rồi đi tìm phùng tỷ các nàng nhìn nàng một cái môn có thể hay không từ đó phát hiện điểm vấn đề gì trầm tường trước khi chính là đạt được tiết tiên tiên cùng mộng nhi chỉ điểm mới để cho hắn đắp tốt thế giới này chi cầu hắn lập tức đi trước bách hoa thôn rất nhanh thì đi tới phùng vũ khiết các nàng chỗ ở trong sân cái này bên trong nữ tử đều ở đây phòng luyện đan bên trong từng người luyện đan cũng không phải ở chung với nhau thiên thiên trầm tường thấy ngô thiên thiên mở rộng cửa đi tới liền vội vàng cười hô sau đó trong nháy mắt sẽ đến nàng phía trước gồm nàng ôm ôm tiểu bại hoại ngô thiên thiên thấy trầm tường hai mắt nóng rực mặt ngọc đỏ lên nhẹ giọng nói trầm tường lôi kéo tay nàng đi tới trong nhà này mặt trong đại sảnh nói có thể hay không đem các nàng lúc rảnh rỗi cũng gọi tới ta luyện đang gặp nan đề muốn nhìn ngươi một chút môn có thể hay không phát hiện vấn đề chỗ ở có thể nha ta sẽ đi ngay bây giờ bảo các nàng ngô thiên thiên gật đầu sau đó rất nhanh rời đi rất nhanh tạ xảo nhan tô mị giao cùng phùng vũ khiết liền đi tới các nàng cũng đều là luyện đan trình độ rất cao bạch linh tỷ đây trầm tường hỏi hạ bạch linh tại luyện đan thượng mặt cũng phi thường lợi hại nàng vội vàng đây tô mị giao kiều hư nói lẽ nào chúng ta so ra kém nàng tiểu yêu tinh này dĩ nhiên không phải trầm tường cười khan hai tiếng cũng may cũng chỉ có tô mị giao cái này vưu vật ở chỗ này nếu là lại tăng thêm hoa hương nguyệt mà nói hắn khả năng liền chịu không nổi gặp phải vấn đề khó khăn gì tạ xảo nhan hỏi nàng đối trầm tường luyện đan lúc gặp phải vấn đề cảm thấy hứng thú vô cùng ngươi luyện chế là cấp bậc gì đan phùng vũ khiết lại bổ sung hỏi ngạo thế thánh đan a hát trầm tường xuất ra một ít màu đen than cho sau đó đem bản thân luyện chế lúc quá trình nói một lần cụ thể chính là như vậy rất kỳ quái trầm tường nói ta không có manh mối cho nên mới tới tìm các ngươi xem gặp các ngươi có thể hay không phát hiện cái gì thứ này rất khổ các ngươi khác loạn thử trầm tường thấy tô mị dao dùng đầu ngón tay dính một điểm vừa vươn kia mặt hồng hào cái lưỡi thơm tho vội vã hô không thử một chút làm sao biết tô mị dao thử chơi liền hối hận nàng trước đây cũng hưởng qua rất khổ gì đó nhưng khổ như thế còn là lần đầu lúc này nàng kia trương quyến rũ kiểm nhi đã bị khổ giống như là khô quắt dưa một dạng trầm tường không khỏi cười hắc hắc dâng lên tô mị dao khổ hết sau khi thấy trầm tường nhìn có chút hả hê bật người ngắt hắn một thanh nếm ra cái gì tới sao trầm tường cười nói đều bị khổ được cái gì đều quên còn có thể thường ra cái gì Tô mị dao uống mấy bình hương vị ngọt ngào nước trái cây. Mới để cho mình miệng không có khổ như vậy, đều nói với ngươi, còn muốn đi nếm. Trầm tường biểu môi nói, không nếm thường làm sao biết loại này than cho tính chất. Tô mị dao kiều hư nói, ngươi còn cười người ta, đáng ghét, thấy tô mị dao vừa mới như vậy. Phùng vũ khiết các nàng vốn cũng muốn thử xem, nhưng lại có chút không dám, còn là thử một chút xem sao lại này than cho thoạt nhìn không đơn giản ngô thiên thiên nói sau đó nhíu ra đầu thử hạ nhưng nàng cũng chỉ là nhíu mày dù sao nàng đã có chuẩn bị tâm lý hơn nữa nàng năm đó ăn xong rất nhiều khổ chịu đựng lực rất mạnh cho nên có thể thừa chịu được phi quả thực rất khổ nha phùng vũ khiết kia đôi mắt đẹp đã híp không mở ra được là rất khổ thế nhưng thế nhưng giống như có điểm không đúng tạ xảo nhan cũng là bị khổ được không được nhưng nàng lại có phát hiện cái gì không đúng trầm tường liền vội vàng hỏi là băng băng sao không phải là tạ xảo nhan nhìn trầm tư ngô thiên thiên nói thiên thiên người có đúng hay không cũng phát hiện phùng vũ khiết cùng tô mị giao không có phát hiện bởi vì các nàng đều là thường hết sau khi liền lập tức uống xong đồ vật mà ngô thiên thiên cùng tạ xảo nhan không có than cho trong hàm mang một cổ cực kỳ nồng nặc lực lượng. Thế nhưng cổ lực lượng này không chiếm được kích thích như là không có tiến hóa hoàn toàn. Dẫn đến tiến nhập trong cơ thể sau khi khó có thể đạt được hấp thu. Ngô Thiên Thiên nói, các ngươi không có phát hiện là bởi vì lập tức uống nước. Đem cái loại này hơi yếu cảm giác hòa tan. Bởi vì cái loại cảm giác này liền bí mật mang theo tại khổ trong, vì sao không chiếm được kích thích đây, trầm tường nhíu mày tới. Nói như vậy không có vấn đề nha, chẳng qua là ta luyện chế được sai lầm. Cho nên không thể hoàn toàn luyện hóa dược liệu, hỏa hậu thiếu. Tại đốt luyện thời điểm không thể hoàn toàn đem dược liệu nội bộ năng lượng luyện hóa đi ra. Tuy rằng biểu hiện ra thoạt nhìn đã bị luyện hóa, nhưng con này có thể duy trì một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này qua đi. Dược liệu nội bộ lực lượng không chiếm được kéo dài kích thích. Liền trong nháy mắt biến thành than cho tạ xảo nhan nói trầm tường sử dụng chính là ngạo thế thần hòa hỏa hậu dĩ nhiên thiếu điều này làm cho chính hắn đều có chút giật mình được rồi nói như vậy ta cần tăng cường ta hỏa diễm trầm tường phóng xuất ra một tia ngạo thế thần hòa hắn ngạo thế thần hòa còn là vô hình hơn nữa trước khi hắn ra mắt ngạo thế đạo tổ ngạo thế thần hòa đó là có màu sắc tuy rằng ở chỗ này nữ tử đều không thể thấy trầm tường ngạo thế thần hòa nhưng bị loại này hỏa diễm hù dọa các nàng đều là luyện đan mồi lửa thế nhạy cảm nhất trầm tường một phóng xuất liền làm cho các nàng âm thầm hít một hơi trầm tường truyền thụ qua cho các nàng ngạo thế thần hỏa nhưng các nàng cũng không có trầm tường cái loại này thiên phú và điều kiện đến nay đều khó khăn lấy tu luyện được cũng chỉ có chính tại bế quan tu luyện chuẩn bị bước vào ngạo thế cảnh hạ bạch linh có khả năng tu luyện được loại trình độ này hỏa diễm đều không thể hoàn toàn luyện hóa có thể thấy được loại này đan không dễ dàng luyện chế dù sao cũng là ngạo thế thánh đan nha phùng vũ khiết nói các ngươi tốt nhất trước bước vào ngạo thế cảnh như vậy các ngươi khả năng càng thêm dễ tu luyện ra ngạo thế thần hòa luyện đan mới có thể làm ít công to hôm nay chúng ta nơi này phi thường khuyết thiếu thiên địa vô cực đan mà tự ta lại luyện chế không được nhiều như vậy trầm tường nói, ừ. Phùng Vũ Khiết gật đầu ta nữa luyện chế một ít cho các ngươi a hát. Trầm tường dự định ở chỗ này ở mấy ngày. Đi luyện chế thiên địa vô cực đan cho những cô gái này, trầm tường nếu như chỉ là sử dụng nhất. Trọng thời gian pháp tắc chi lực, hắn vẫn là vô cùng buông lỏng, mấy ngày chính là mấy tháng. Hắn luyện chế đan cũng đủ trong nhà này mặt nữ tử ăn, vài ngày sau trầm tường luyện chế tốt lắm liền giao cho phùng vũ khiết để cho nàng phân phát đi xuống đồng thời để cho nàng đi tìm liễu mộng nhi các nàng tiến nhập thời gian đại trận bên trong đi rất nhanh tu luyện trầm tường ở nơi này đan trong viện mặt luyện đan nguyệt nhi đột nhiên chạy tới trầm tường có thể nhi tại tiên tiên bọn họ chỗ đó đây nàng khiến ta qua đây nói cho ngươi biết một tiếng nếu là ngươi muốn đi tìm vạn đạo trí bảo liền đi nơi đó tìm nàng Nguyệt Nhi nói, có thể Nhi thật lợi hại, đặc biệt bố trí phong ấn thượng mặt. Tiên tiên cùng Mộng Nhi các nàng đều bội phục không thôi, đến. Từ trước tiên xem bản chính nội dung. mươi 3026, Thần Hòa Tiểu Thành. Dấu lớn, hắc hắc, để nàng ở nơi nào ngây ngốc trước, cái này thiên ngươi mang theo nàng chơi. Nàng đối nơi này cảm giác thế nào, trầm tường cười nói, nàng tựa hồ rất ưa thích ở đây. Nguyệt Nhi Hi cười rộ lên, mới có thể lưu lại nàng, vậy là tốt rồi, ta đi trước bận. Trầm tường hiện tại chính tu luyện ngạo thế thần hòa. Hắn đang nghĩ biện pháp để cho mình ngạo thế thần hòa trở nên mạnh mẽ. Chỉ như vậy khả năng luyện chế ra thiên nguyên thánh thể đan, trầm tường trong tay thì có tu. Luyện ngạo thế thần hỏa công pháp, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút. Sau đó phóng xuất thời gian chi lực để cho mình nắm chặt thời gian đi tu luyện ngạo thế thần hỏa, tu luyện ngạo thế thần hỏa con. Chưa phải là rất khó, cái này chủ nếu là bởi vì thân thể hắn cường độ đã đạt đến yêu cầu, ngạo. Thế thần hỏa tổng cộng có bốn cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là thần hỏa sơ thành. Thần hỏa trạng thái là vô hình vô sắc, mà giai đoạn thứ hai là tiểu thành, thần hỏa có nhất định nhan sắc, có thể nhìn thấy. Hỏa diễm cường độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, giai đoạn thứ ba còn lại là đại thành, hỏa diễm nhan sắc càng thêm minh diễm. Điều này cần thánh thể đại thành khả năng tu luyện. Mà sau cùng thần hỏa đại viên mãn thì cần có ngạo thế thần thể, xem. Gia đạo tổ ngạo thế thần hỏa cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Trầm tường ra mắt la thiên quân ngạo thế thần hỏa cũng không có vô cùng minh diễm. Chỉ là có nhàn nhạt sáng, hắn dựa theo ngạo thế thần hòa tâm pháp đi tu luyện. Ước chừng dùng ba năm mới để cho mình hỏa diễm có nhàn nhạt kim sắc cuối cùng thành công. Hắn từ thời gian bên trong không gian đi ra mà bên ngoài cũng quá khứ hơn một tháng thử. Trước một chút luyện chế thiên nguyên thánh thể đan nữa tìm vạn đạo chí bảo. Trầm tường nghĩ thời gian còn kịp. Bất quá hắn còn là muốn đi biết giải ngạo thế thiên môn đích tình huống, hắn sử dụng lục đạo. Thời không đi tới kia phiến hải dương thượng mặt cùng la thiên quân lấy được liên hệ la thiên quân nói cho hắn biết nữa có một nguyệt vạn đạo thần sơn liền sẽ phái người đi trước ngạo thế thiên môn đến lúc đó hắn biết cùng đi la thiên quân đối vạn đạo chí bảo chuyện hiểu được càng nhiều vạn đạo chí bảo tại một khối đá lớn bên trong tảng đá kia rất khó phá vỡ cho nên mới phải khiến vạn đạo thần sơn người đến hỗ trợ tảng đá kia là ngạo thế thiên môn phát hiện trước nhất bất quá cũng không thuộc về ngạo thế thiên môn ngạo Thế thiên môn vì sao biết hòn đá kia rơi xuống vị trí? Bọn họ là trước tiên liền đem tảng đá làm trở về a hát trầm tường hỏi, đúng vậy. Ta nghe nói là có cái gì vạn đạo bên trên ra hòa từ phía trên lấy được. Nói chung đây không phải là cho ngạo thế thiên môn. Bằng không ngạo thế thiên môn sẽ không không mở ra. Là thiên quân nói, cũng không biết rốt cuộc là cho ai. Mà chuyện này vạn đạo thần Sơn cũng bỏ vào tiếng gió thổi chỉ là so ngạo thế thiên môn chậm một điểm, trầm. Tường trước khi liền đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, Phong Khả Nhi mình cũng nói không rõ. Hiện tại xem ra, vạn đạo thần Sơn cùng ngạo thế thiên môn đều cùng vạn đạo chi người chê tương đương có. Liên hệ, còn có một tháng, khi đó nữa a hát. Trầm tường thầm nghĩ, lúc này hắn ngạo thế thần hòa đã tiểu thành. Có thể thử xem luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Hắn đã có chút khẩn cấp, hắn trở lại đan thần bí cảnh bên trong như lần trước như vậy xuất ra dược liệu, bắt đầu luyện chế, ngay từ đầu. Hắn liền khiến cho dùng nhạt đạm kim sắc ngạo thế thần hòa. Đốt luyện tốc độ nhanh khiến hắn chắt lưỡi, trước khi hắn có thể là dùng ước chừng hai ngày mới. Luyện hóa, nhưng bây giờ lại chỉ là hai canh giờ liền hoàn thành, dừa. Theo lần trước đến xem, kế tiếp sẽ biến thành than bụi, nếu là bất biến mà nói. Vậy ý nghĩa ta đã thành công? Trầm tường kiên trì cùng đợi quan sát lò luyện đan nội bộ tình huống qua một đoạn thời gian lò luyện đan nội bộ thuốc linh khí cùng thuốc tinh thể cũng không có gì thay đổi điều này làm cho trầm tường yên lòng xem ra ta đã thành công trầm tường thở dài một hơi sau khi bắt đầu tiến hành kế tiếp giai đoạn tuy rằng cái giai đoạn này đã vượt qua nhưng kế tiếp còn có cái gì chỗ khó chính hắn cũng không biết bát đầu đem những đồ chơi này dung hợp trầm Tường dung hợp toàn bộ sau khi đã dùng đi suốt cả ngày, kế tiếp hắn sẽ sử dụng diễn sinh pháp. Khiến kia đoàn thuốc tinh thể diễn sinh ra một cái tiểu nhân tới, diễn sinh quá trình rất dài. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn, tiến nhập dùng 3 ngày. Lúc này lò luyện đan bên trong đã có một đại đoàn thuốc tinh thể cùng một cái tiểu nhân. Mà hắn kế tiếp lại diễn sinh cái khác 7 cái, sẽ dùng hơn 20 ngày, bắt đầu xong tới hắn cần diễn xanh ra thuốc tinh thể tiến hành xong tới. Đây cũng là khó khăn nhất, chỗ sung yếu đụng thời điểm, hắn đầu đầy mồ hôi. Đây chính là ngạo thế thánh đan, bộc phát ra lực lượng có thể nghĩ. Hắn bắt đầu lo lắng thiên sáng đỉnh lô, thử nhìn một chút. Trầm tường còn là lần đầu không một cách tự tin, mặc dù chỉ là một trận muộn hưởng. Nhưng là cả đan thần bí cảnh đều bị tiếng vang này chấn động được run dày dâng lên ngay cả bách hoa thôn đều có chấn cảm thiên sáng đỉnh lô phải sống nha trầm tường đã thấy thiên sáng đỉnh lô xuất hiện vết rách hắn vội vàng xuất ra lục đạo thần kính thả ra lục đạo thần kính bên trong trận pháp đi ước thúc kia cổ chính không ngừng bành trướng lực lượng lục đạo thần kính dĩ nhiên cũng vô pháp áp chế đi xuống chuyện gì xảy ra phong khả nhi đột nhiên bay tới tiểu Khả nhi ngươi tới được vừa lúc ta lò luyện đan bên trong năng lượng muốn bộc phát ra mau giúp ta áp chế một chút trầm tường vội vàng hô tốt phong khả nhi nói xong vòng quanh trầm tường vậy không đoạn lay động thiên sáng đỉnh lô bay vài vòng lúc này thiên sáng đỉnh lô cũng ổn định lại tuy rằng xuất hiện mấy đạo liệt ngân thế nhưng tại phong khả nhi dưới áp chế nội bộ năng lượng không cách nào chạy đến nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền thất bại trầm tường đột nhiên cảm thấy cái này ngạo thế thánh đan chỉ tại ngạo thế cảnh thánh giai luyện chế mới có thể tương đối buông lỏng nếu là không có lò luyện đan mà nói. Hắn bây giờ căn bản không cách nào tiến hành luyện chế nếu như hắn lúc này có ngạo thế cảnh. Thánh giai lực lượng, hắn cảm giác mình mặc dù sử dụng huyễn pháp bảo lô cũng không là vấn. Để có phong khả nhi giúp đỡ, trầm tường kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Bởi vì hắn không cần lo lắng kia đoàn năng lượng nữa bộc phát ra. Hơn nữa, phong khả nhi thả ra áp chế chi lực cũng có thể khiến thiên sáng đỉnh lô nội bộ kia đoàn thuốc tinh thể dần dần co lại dâng lên tiểu khả nhi ngươi ở bên trong chơi được thế nào trầm tường hỏi rất vui vẻ bên trong có thật nhiều xinh đẹp tỉ tỉ các nàng đều đối với ta rất tốt đều rất ưa thích ta phong khả nhi vẻ mặt nụ cười ngọt ngào ta cũng rất ưa thích các nàng vậy sau này liền ở lại bên trong a hát trầm tường nói các nàng hiện tại thế nhưng có rất mạnh địch nhân muốn đối mặt người lợi hại như vậy hẳn là giúp giúp các nàng cái này đương nhiên không thành vấn đề vậy được rồi sau này bên trong chính là ta nhà phong khả nhi thật cao hứng đối trầm tường thè lưỡi người luyện chế là cái gì đan lợi hại như vậy tốt như vậy lô tử đều bị hư ngạo thế thánh đan có thể ta tu luyện ra ngạo thế thánh thể trầm tường than thở ta thiên sáng đỉnh lô tại trước đây thế nhưng rất lợi hại thế nhưng thế nhưng ta hiện tại càng ngày càng mạnh. Hơn nữa luyện chế đan bằng vào cũng càng ngày càng cao, hơn nữa ta đan thuật có chút bạo lực. Cho nên mới phải như vậy, đến từ trước tiên xem bản chính nội dung. Chương 3027, Huyền thể đại thành. Dấu lớn phong khả nhi phong ấn chi lực có thể trợ giúp trầm tường gia tốc áp xúc kia đoàn thuốc tinh. Thể, nếu hắn không là tại áp xúc thời điểm, kia đoàn thuốc tinh thể sẽ không ngừng nếu muốn bành trướng nổ lên hắn còn phải bản thân dùng càng nhiều hơn lực lượng đi áp chế ngươi tiểu nha đầu này phụ trợ ta luyện đan tốt nhất bất quá thật là quá buông lòng trầm tường cười nói bất quá hắn thấy thiên sáng đỉnh lô thượng mặt xuất hiện vết rách liền không cười được hắn thiên sáng đỉnh lô lúc này đã tổn thương nghiêm trọng như thì không cách nào chữa trị tốt mà nói hắn kế tiếp sẽ không có lò luyện đan tốt có thể thay thế hắn hiện đang luyện chế thiên nguyên thánh thể đan vẫn tương đối khó khăn cần một cái lò luyện đan tốt giúp đỡ hắn phong khả nhi ngươi xem tiên tiên các nàng bây giờ có thể luyện chế lợi hại ngạo thế thần khí sao trầm tường hỏi tạm thời còn không được trừ phi các nàng đều là ngạo thế cảnh phong khả nhi cũng thấy trầm tường lò luyện đan phía trên vết rách nàng đối thần khí và vân vân nhạy cảm nhất nàng còn có thể liếc mắt xem thấu lò luyện đan nội bộ trận pháp bị nghiêm trọng phá hư ngươi lò luyện đan này tổn hại rất nghiêm trọng mặc dù muốn chữa trị mà nói cũng cần cần rất nhiều thời gian mới được phong khả nhi nói bất quá ngươi nếu là thu được vạn đạo trí bảo mà nói là có thể rất nhanh chữa trị đến lúc đó ta sẽ xuất thủ giúp ngươi một cái là có thể cho ngươi làm ra một cái vạn đạo thần khí ừ dù sao cũng ta luyện chế tốt viên này đan cũng nên không sai biệt lắm đi trước ngạo thế thiên môn vạn đạo thần sơn người chuẩn bị sẽ đi ngạo thế thiên môn ta có chút bận tâm bọn họ liên thủ sẽ làm phá khối đá lớn kia trầm tường nhớ tới chuyện này liền lo lắng lo lắng nếu không phải có thể được đến vạn đạo chí bảo hắn thiên sáng đỉnh lô liền khó có thể phục hồi như cũ trước hắn liền dự định đạt được vạn đạo chí bảo sau khi liền lập tức để cho mình thiên sáng đỉnh lô biến thành vạn đạo thần khí ngươi đây trái lại không cần lo lắng ta đối kia hòn đá lớn phong ấn một cách tự tin mặc dù có ngạo thế cảnh thần giới tại cũng không có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phong ấn phong khả nhi nhìn thấu trầm tường lo lắng vỗ vỗ trầm tường vai cười nói ta đáp ứng ngươi sẽ giúp ngươi đạt được vạn đạo trí bảo ta liền nhất định sẽ làm được ngươi yên tâm đi trầm tường gật đầu ừ ta tin tưởng ngươi phong khả nhi hiện tại giúp trầm tường áp chế lò luyện đan nội bộ kia đoàn thuốc năng lượng phi thường rõ ràng cảm ứng được kia đoàn năng lượng đáng sợ nàng có thể xác định nếu không phải nàng xuất hiện mà nói chỉ bằng trầm tường thực lực bây giờ thì không cách nào tiếp tục nữa kia đoàn năng lượng thật sự là thật là đáng sợ nàng khó có thể tưởng tượng đây là trầm tường thông qua dược liệu luyện chế ra tới phong khả nhi gặp qua không ít phẩm cấp cao dược liệu ngay cả ngạo thế thần dược nàng đều gặp thế nhưng những dược liệu kia năng lượng ẩn chứa cũng không gì hơn cái này nhưng bây giờ trầm tường luyện chế chỉ là ngạo thế thánh đan lại có thể luyện ra loại trình độ này năng lượng tới lệnh nàng kinh thán không thôi xem ra rất nhanh thì muốn luyện chế tốt lắm viên này đan phẩm chất rất cao nha phong khả nhi đối luyện đan một chữ cũng không biết Bất quá nhưng cũng biết luyện đan sư đáng sợ, ngươi. Trước đây có ăn xong đan sao, Trầm Tường hỏi, không? Có, ta trước đây còn đang cái kia phong ấn bên trong, ta rất ít đi ra ngoài. Thấy trái lại ra mắt, Phong Khả Nhi nhìn kia một đại đoàn thuốc tinh thể dần dần bị đè xuống. Trong lòng cũng chờ mong ngưng đan hoàn thành một khắc kia tại. Vạn đạo bên trên rất nhiều người, Trầm Tường chống lại mặt tương đối hiếu kỳ, không? nhiều lắm, chỉ hơn một ngàn người mà thôi, thường xuyên có qua lại cũng không nhiều. Bất quá thượng mặt thường xuyên đà đà sát sát, liền là một đám buồn chán hơn nữa không chết được ra hỏa chỉnh thể đang nháo sự. Phong Khả Nhi nói, thượng mặt cũng có luyện đan, ta chỉ là nghe nói qua. Cũng chưa từng thấy qua, như vậy ngươi có biết hay không người kia? Trầm tường dùng thần lực ngưng ra một bộ bức họa, đó là một tên lão giả cũng chính là truyền thừa mật trận bên trong nửa quỷ lão đầu, không biết. Phong Khả Nhi nhìn một chút, lắc đầu, người của phía trên không phải là rất nhiều. Nhưng ta đã thấy thì càng thiếu, kia. Đây, sau đó trầm tường càng làm vạn đạo đan thần ảo giác phóng xuất cái này ta đã thấy. Hắn là một cái luyện đan người rất lợi hại. Phong Khả Nhi vội vàng nói, vạn đạo đan thần đến rồi thượng mặt sau khi. Quả nhiên cũng xông có tiếng đường tới, hắn ở phía trên có mấy người rất lợi hại cừu gia cho nên hắn thường xuyên đông tránh tuy rằng bằng hữu của hắn cũng không thiếu nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phiền phức bằng hữu của mình phong khả nhi nói hắn thế nhưng một cái rất tốt người hắn tại sao phải chọc tới một ít lợi hại cừu gia trầm tường đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng vạn đạo bên trên người vốn là không nhiều lắm nhưng vạn đạo đan thần lại chọc mấy cái đều là rất lợi hại, chủ yếu có người muốn tìm hắn luyện đan, hắn không muốn. Sau đó đã bị những người đó mượn, sau cùng xảy ra xung đột, liền kết làm cừu hận. Phong Khả Nhi bĩu môi, ở phía trên luyện đan sư cũng không nhiều. Cho nên hắn ở phía trên biết rất nhiều bằng hữu. Những tên kia tới tìm hắn phiền phức coi như là khác người, trầm. Tường cùng Phong Khả Nhi nói chuyện phiếm trong lúc đó. Thời gian trôi qua phi thường cực nhanh, mà có Phong Khả Nhi hỗ trợ ngưng đan chầm tường rất nhanh thì thành công chỉ là dùng nửa canh giờ tốt lắm viên này đan phẩm chất rất cao nha phong khả nhi trước tiên đem viên kia đan lấy ra tuy rằng rất nhỏ một viên thế nhưng nội bộ năng lượng ẩn chứa lại làm cho phong khả nhi trong lòng liên tục sợ hãi than nàng không nghĩ tới chầm tường cái này vừa bước vào ngạo thế cảnh người luyện chế ra tới đan lại có cao như vậy phẩm chất đó là đương nhiên ta thế nhưng kết hợp lưỡng chủng siêu cường đan thuật hỗn hợp luyện chế ra tới cũng liền ta thực lực bây giờ quá yếu như là tu vi của ta nữa cao một chút ta luyện chế ra tới phẩm chất sẽ càng cao hơn trầm tường nói ta hiện tại ăn đi xuống xem một chút đối với ta bao lớn giúp đỡ trầm tường lần đầu ăn loại này đan thiên nguyên thánh thể đan hắn thấy chắc là tại ngạo thế huyền thể đại thành thời điểm ăn hiện tại hắn cũng chỉ là sơ thành Hắn không biết đối với mình cũng không có giúp đỡ ăn sau khi. Trầm Tường lập tức sử dụng thời gian pháp tắc chi lực. Bởi vì luyện hóa thời điểm cần rất nhiều thời gian. Hắn hiện tại nhưng là phải vội vã đi trước ngạo thế thiên môn, nguyên bản hắn cho rằng ngạo thế Thánh đan tại luyện hóa thời điểm cần tiêu tốn thời gian rất dài. Nhưng lúc này hắn không nghĩ tới luyện hóa tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi mát lạnh, lẽ nào đối với ta vô dụng, trầm tường rất là lo lắng, như là như thế này. Hắn liền uổng công khổ cực một cuộc, hắn dự tính luyện hóa tiêu tốn thời gian chỉ ít cũng phải. Một tháng, thế nhưng hắn tại thời gian pháp tác chi lực bên trong. Chỉ là ba ngày liền luyện hóa, hoàn toàn luyện hóa hết sau khi, trước hắn lo lắng là dư thừa. Bởi vì hắn đã cảm thụ được kia cổ mạnh mẽ dược lực mang tới chỗ tốt vốn chỉ là huyền thể sơ thành hôm nay chỉ là ăn một viên dĩ nhiên liền huyền thể đại thành ước chừng vượt qua một cái đại giai đoạn tốc độ còn là nhanh như vậy nếu không phải loại biến hóa này là chính hắn thân thân thể sẽ đến đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật nửa quỷ lão đầu thật là lợi hại cho đan phương đã vậy còn quá hữu dụng xem ra đây đối với ngạo thế huyền thể có chỗ đại dụng ta còn tưởng rằng là ngạo thế huyền thể đại thành đỉnh phong sau khi khả năng ăn. Chương 3028, truy tảng đá. Dấu lớn cảm thụ được thiên nguyên thánh thể đan thật là tốt chỗ sau khi. Trầm tường không kịp chờ đợi muốn luyện chế nhiều hơn chút. Chỉ bất quá trồng dược liệu cần thời gian tương đối dài. Hơn nữa luyện chế vẫn tương đối khó khăn, hiện tại hắn liền không cách nào tiếp tục luyện chế bởi vì hắn thiên sáng đỉnh lô bị hư nhanh như vậy đã đột phá nha phong khả nhi thấy trầm tường sau khi xuất quan cũng là kinh ngạc không thôi trầm tường mới đi vào không bao lâu nha ừ ta cũng thật bất ngờ chúng ta bây giờ phải đi ngạo thế thiên môn a hát trầm tường cười nói hắn nghĩ phải nhanh lên một chút chữa trị tốt mình thiên sáng đỉnh lô để cho mình nhanh lên một chút có thể tiếp tục luyện chế thiên nguyên thánh thể đan bởi vậy Hắn rất nhanh thì có thể bước vào ngạo thế cảnh thánh giai, thực lực sẽ thật to đề thăng tốt. Hiện tại liền xuất phát đem Lục Đạo Thần Kính lấy ra nữa. Phong Khả Nhi cũng nghĩ nhanh lên một chút giúp đỡ Trầm Tường. Bởi vì nàng biết Trầm Tường rất lo lắng khối đá lớn kia sẽ bị ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo. Thần Sơn phá vỡ, Trầm Tường xuất ra Lục Đạo Thần Kính sau khi. Phong Khả Nhi lập tức tiến nhập bên trong sau đó trầm tường liền mang theo nàng đi trước ngạo thế thiên môn hắn mấy người thuấn di sẽ đến ngạo thế thiên môn phía dưới tuy rằng cách thật dày nồng mây nhưng trầm tường lại có thể cảm ứng được dày mây bên trên ngạo thế thiên môn kia cổ bàng bạc uy vũ khí thế của không ngừng đè xuống xem ra thượng mặt tụ tập cường giả không ít nha trầm tường ngưng mi nhìn không chung dày mây trong ánh mắt tràn ngập lo lắng yên tâm bọn họ không cách nào thành công phong khả nhi không có từ lục đạo thần kính bên trong chạy đến nàng một khi ra tới mà nói ngạo thế thiên môn hoặc là vạn đạo thần sơn người có khả năng sẽ phát hiện nàng đến lúc đó chỉ biết như lần trước một dạng nhanh chóng đã chạy tới trầm tường xuất ra đưa tin ngọc phù hắn thử một chút cho la thiên quân truyền âm đạo tổ ta đi tới ngạo thế thiên môn phía dưới người đã tới chưa trầm tường dò hỏi đến rồi ba ngày ta gặp được kia vạn đạo trí bảo, bị phong ấn ở một tảng đá bên trong. Ba ngày qua này, vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn ngạo thế cảnh thần giai đều ở đây. Liên thủ công kích tảng đá này, nhưng cũng không có thành công. Cái này vạn đạo trí bảo phi thường kiên cố, khó có thể phá hủy. La thiên quân lập tức đem phía trên tình huống nói cho trầm tường, trầm tường yên tâm rất nhiều. Sau đó đem chuyện này nói cho Phong Khả Nhi, ta nói không sai a à hát phong khả nhi cười nói nếu là tảng đá kia có động tĩnh ta sẽ trước tiên cảm ứng được phong ấn phía trên cùng ta có liên hệ ta làm sao không biết vậy là tốt rồi như vậy kế tiếp muốn làm như vậy trầm tường hỏi ta thử nhìn một chút có thể hay không để cho tảng đá kia bên trong trận pháp thức tỉnh nếu là thức tỉnh ta là có thể lập tức khống chế tảng đá kia ly khai ngạo thế thiên môn hoặc là tảng đá kia bản thân ly khai ngạo thế thiên môn phong khả nhi lần này cũng không có ly khai lục đạo thần kính thế nào cũng có thể che giấu của nàng khí tức không giống lần trước như vậy đem ngạo thế thiên môn nguyên tổ đều dẫn qua đây bắt đầu rồi phong khả nhi tại lục đạo thần kính bên trong nhẹ hộ ừ có động tĩnh liền nói cho ta biết trầm tường kiên trì cùng đợi hắn đợi chừng ba canh giờ mới nghe phong khả nhi vội vàng hô lên mất khống chế chuyện gì xảy ra trầm tường chợt lên tinh thần tới tảng đá kia đã ly khai ngạo thế thiên môn ta kích hoạt bên trong trận pháp thế nhưng cái kia trận pháp bị tổn thương dẫn đến ta không cách nào trực tiếp khống chế tảng đá này phong khả nhi rất là nóng nảy nói tảng đá kia lúc này bản thân chạy loạn cũng không biết sẽ chạy đến địa phương nào cũng may ta có thể cảm ứng được đá đi về phía cái gì phương hướng trầm tường gấp gáp hỏi ngay hắn vừa hỏi xong hắn đưa tin ngọc phù liền chấn động la thiên quân cho hắn đưa tin tảng đá kia chạy chúng ta bây giờ chính đuổi theo tảng đá người nhìn bầu trời một chút trầm tường ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy rất nhiều đến bóng người nhanh chóng bay ra ngoài thế nhưng trước hắn cũng không có thấy tảng đá kia chỉ có thể nói tảng đá kia tốc độ thực sự quá nhanh dẫn đến hắn không cách nào thấy đuổi theo phong khả nhi hô trầm tường sử dụng phản lực lượng ẩn thân sau khi thì triển không gian chi lực thuấn di chỉ là mấy cái hắn đã nhìn thấy tảng đá kia tảng đá còn thật lớn có một người cao mà đá bên ngoài có bừa bộn màu đỏ xích sắt bao lưới đến xích sắt hồng loe lòe như là bị ngọn lửa đốt cháy đỏ một dạng trầm tường cẩn thận nhìn một chút phát hiện xích sắt thượng mặt đều có phi thường thật nhỏ văn lộ đều là linh văn tới tay trầm tường vừa muốn đem tảng đá này thu nhập lục đạo thần kính nhưng lại không nghĩ rằng tảng đá kia đột nhiên một cái thuấn di liền tiêu thất con. Mẹ nó tảng đá kia dĩ nhiên cũng hiểu được sử dụng thuấn di, trầm. Tường men theo hơi yếu không gian ba động cũng thuấn di đuổi theo. Mà sau lưng hắn những cường giả kia, trong đó vạn đạo thần sơn hai cái lão giả hiểu được sử dụng không gian chi lực. Bọn họ tại vừa mới liền cảm ứng được có cái gì không đúng. Bởi vì ngoại trừ tảng đá tại thuấn di còn có những người khác đã ở thuấn di đuổi theo không bao lâu trầm tường liền đi tới vạn đạo lăng mộ bên ngoài tảng đá tiến nhập vạn đạo lăng mộ trầm tường thực tại không nghĩ tới nha hòn đá kia như là có linh tính một dạng bản thân chạy đến vạn đạo lăng mộ bên trong chẳng lẽ là có người cố ý tại tảng đá bên trong để lại cái gì ý thức khiến tảng đá chạy tới nơi này sao trầm tường đem mình ngạc nhiên phát hiện nói cho phong khả nhi sau đó cũng thuấn di đến vạn đạo lăng mộ bên trong, có. Khả năng này, tự ta cũng không biết tảng đá tại sao phải bị lấy được. Phong Khả Nhi nói, có thể là phía trên nào đó người muốn đem tảng đá kia đưa cho ai, trầm. Tường đã đi tới vạn đạo lăng mộ bên trong. Một lò đuổi theo tảng đá kia, xuyên qua vạn tử chi địa sau khi, trầm tường có thể xác định. Tảng đá này mục đích cuối cùng chính là ngạo thế thần lăng, ngạo thế thần lăng lúc này đã đóng kín, muốn muốn đi vào phi thường chắc trở, trầm tường đi tới ngạo thế thần lăng cửa thời điểm. Tảng đá kia cũng ngừng lại, không đi vào a hát. Trầm tường cười hắc hắc, ngay hắn vừa nói xong. Tảng đá kia liền chợt đánh vào ngạo thế thần lăng cửa vào kia tòa căn phòng nhỏ thượng. Trực tiếp đem căn phòng nhỏ phá khai, lúc trước. Liền có thật nhiều cường đại ngạo thế cảnh liên thủ công kích qua kia tiểu thạch phòng. Thế nhưng cũng không thể ở phía trên lưu lại chút nào vết tích mà tảng đá này chỉ là nhẹ nhàng va chạm liền đem tiểu thạch phòng cho san bằng sau đó men theo tiểu thạch phòng trận pháp tiến nhập ngạo thế thần lăng thật là tà môn trầm tường cảm ứng được phía sau có khí tức cường đại kéo tới hắn cũng không khỏi không tiến nhập ngạo thế thần lăng trong ngạo thế thần lăng cửa vào lọt vào phá hư hắn cũng không biết ngạo thế thần lăng sẽ sản sinh dạng gì biến hóa nhưng hôm nay cũng không được phép hắn lo lắng nhiều chỉ có thể tuyển chọn đi vào bằng không liền không chiếm được tảng đá này trầm tường một đường thẳng truy khiến hắn ngạc nhiên là hắn đi qua đường đều là hắn phi thường quen thuộc lúc này hắn ngay cuồng huyết chi địa bên trong trước thiên đỉnh đan lăng chính là ở chỗ này chẳng lẽ là vạn đạo thần sơn chỉ dẫn tảng đá này xuống trầm tường trong lòng khiếp sợ như không phải như vậy tảng đá này chắc là sẽ không đi tới nơi này nhi Trầm tường đem mình suy đoán nói cho Phong Khả Nhi, có khả năng này nha. Thế nhưng đan thần bí cảnh không phải là đã bị ngươi thu lại sao? Tảng đá này đi tới nơi này Nhi, khẳng định tìm không được đan thần bí cảnh. Phong Khả Nhi nói, chương 3029, vạn đạo thần thổ. Dấu lớn trầm tường đã đuổi theo tảng đá kia đi tới nguyên lai thiên đỉnh đan lăng chỗ ở vị trí. Thế nhưng thiên đỉnh đan lăng đã tiêu thất tảng đá kia đình ở chỗ này không có cử động nữa tiến đến phong khả nhi một tiếng kêu hô lục đạo thần kính bạch quang bùng lên khối kia bị màu đỏ xích sắt bao gồm tảng đá cuối cùng cũng bị bắt vào lục đạo thần kính bên trong thế nhưng ngay thu đi vào trong nháy mắt vạn đạo thần sơn hai gã lão già cũng xuất hiện ở đây nhi hắn thấy trầm tường sau khi đều rất kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới lại có người so tốc độ của bọn họ còn nhanh nhưng lại lấy đi tảng đá kia còn có chính là vừa mới cổ khí tức kia khiến bọn họ phi thường quen thuộc đó là phong khả nhi khí tức đó là chúng ta một gã lão giả nói trong ánh mắt đã đánh ra hai đạo thiểm điện hướng trầm tường cuồng mãnh đánh tới như dòng tia chớp vô cùng đáng sợ bay vỗ tới lúc kia cổ uy thế đem đại địa vỡ ra tới không gian tức thì bị oanh đánh cho tan vỡ trầm tường phản ứng hết sức nhanh chóng thấy hai cái này lão giả xuất hiện liền lập tức sử dụng thời không chi lực thuấn di cùng hắn nghĩ một dạng hai cái này lão giả một cái đang công kích cái khác đã phóng xuất ra không gian lĩnh vực cầm cố không gian phòng ngừa hắn chạy trốn thế nhưng hắn thời không chi lực thì không cách nào giam cầm hắn rất thuận lợi liền chạy ra vội vàng ly khai nơi đây nguy hiểm thật nếu như chậm như vậy một chút ta khả năng sẽ không có nửa cái mạng nha trầm tường hồi tưởng lại kia lưỡng đạo trong ánh mắt đánh đi ra ngoài tia chớp cực sợ. Đây chính là ngạo thế cảnh thần giai lực lượng. Nếu không phải hắn vừa đem ngạo thế huyền thể tu luyện tới đại thanh. Phản ứng của hắn tốc độ cũng không thể nhanh như vậy, hai gã lão giả thấy trầm tường trốn sau. Khi đi, nhìn nhau như là đang thảo luận cái gì. Sau đó cũng không biết bọn họ vận dụng bí pháp gì rất nhanh tiêu trừ trầm tường cùng phong khả nhi tàn dư ở chỗ này khí tức mà lúc này ngạo thế thiên môn hai gã nguyên tổ cũng đi tới tảng đá kia đây một tên trong đó nguyên tổ hỏi không thấy đột nhiên đã không thấy tăm hơi rất kỳ quái vừa mới chúng ta thế nhưng sử dụng không gian lĩnh vực phong cấm nhưng lại tiến hành rồi công kích mắt thấy sẽ công kích được thời điểm hòn đá kia lại đột nhiên tiêu thất đã không có bất kỳ khí tức vạn đạo thần sơn lão già cau mày nói vẻ mặt nghi hoặc ngạo thế thiên môn nguyên tổ cũng không nghi ngờ nguyên nhân là bọn họ quả thực cảm ứng được nơi này tàn dư khí tức bọn họ cũng sẽ không cho rằng là vạn đạo thần sơn thu lại bởi vì tảng đá kia căn bản không cách nào thu nhập thần hải thế giới hoặc là thần khí bên trong ngạo thế thiên môn chữ vật thần khí thế nhưng ngạo thế cấp nhưng đều không thể đem tảng đá kia chăng như vậy kế tiếp chúng ta muốn phái người ở bên trong này lục soát ngạo thế thiên môn người cũng không biết là trầm tường lấy đi nhưng vạn đạo thần sơn người biết chỉ bất quá bọn họ muốn nuốt một mình cho nên mới không có nói cho ngạo thế thiên môn ai cũng không nghĩ tới ngạo thế thần lăng cứ như vậy bị một tảng đá phá khai cho nên tất cả mọi người không không chút nghi ngờ tảng đá kia lực lượng mặc dù là vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn cường giả liên thủ đều không thể làm được nếu không phải là có phong khả nhi trầm tường căn bản không cách nào lấy đi tảng đá kia tảng đá thế nhưng phong khả nhi lấy đi thế nào làm mở không có trầm tường lúc này hào hứng phản hồi đan thần bí cảnh một chút thời gian phong khả nhi nói yên tâm đi nếu là ta không thể cởi ra mà nói liền không ai có thể giải khai ta khẳng định có thể ta chính là cái này phong ấn dựng dục đi ra ngoài tiểu tinh linh ta không thể cởi ra Ai có thể giải, ta đây an tâm, sau gần nửa canh giờ. Trầm Tường đã về tới Đan Thần Bí cảnh bên trong, mà Phong Khả Nhi còn không có cởi ra tảng đá phong ấn phía trên. Điều này làm cho Trầm Tường rất là nóng ruột, cũng nhanh tốt lắm, ngươi chờ một chút, Trầm. Tường cũng không biết Phong Khả Nhi tại Lục Đạo Thần Kính bên trong làm gì. Từ Phong Khả Nhi tiến nhập Lục Đạo Thần Kính sau khi, bên trong đã bị chiếm lấy hắn căn bản không cách nào thấy tình huống bên trong, trầm tường kiên nhẫn đợi hai canh giờ. Lúc này Phong Khả Nhi mới từ lục đạo thần kính bên trong chạy đến, lạp lạp lạp. Ta phá vỡ phong ấn. Phong Khả Nhi nhào động cánh cao hứng bay tới bay lui, vạn. Đạo chí bảo đây, trầm tường liền vội vàng hỏi, ở chỗ này. Phong Khả Nhi xuất ra một cái hộp ngọc mở ra sau khi. Bên trong là một đoàn màu đen bùn, đây là vạn đạo chí bảo chính là trầm tường kinh tâm động phách cùng vạn đạo thần sơn cường giả truy đuổi lấy được vạn đạo chí bảo cái này đây thật là vạn đạo chí bảo sao trầm tường không thể tin được trước hắn tuy rằng đã biết là một đoàn bùn nhưng không nghĩ tới nhìn thấy thời điểm so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong nhiều chớ xem thường cái này vạn đạo chí bảo ngươi mau đưa của ngươi thiên sáng đỉnh lô lấy ra nữa ngươi rất nhanh thì biết đồ chơi này lợi hại Phong Khả Nhi cười thần bí, được rồi, đem ngươi cửu tiêu thần kiếm cũng lấy ra nữa, tốt trầm. Tường lấy ra tổn hại thiên sáng đỉnh lô cùng cửu tiêu thần kiếm, cái. Này vạn đạo trí bảo cũng gọi là vạn đạo thần thổ, có thể chữa trị bất kỳ toàn bộ thần khí. Phong Khả Nhi cầm lấy trầm tường kia đem cửu tiêu thần kiếm sau. Lại lấy ra nàng kia căn vô kiên bất tồi kim châm. Tại cửu tiêu thần kiếm thượng mặt nhói một cái, ngươi làm gì? trầm tường thấy cửu tiêu thần kiếm thân kiếm như là đậu hũ khối một dạng bị thoáng cái đâm. Thủng nhất thời kêu to lên, hắn cửu tiêu thần kiếm thế nhưng thật tốt nha, dù sao cũng đều phải chữa trị, làm hỏng cũng không có gì. Phong Khả Nhi cười nói, sau đó lại tới hồi ở phía trên ghim hơn 10 lần. Giống như là tại đã nghiền một dạng, thấy trầm tường trong lòng chấn động hò hét, nếu như cái loại này bùn vô ích làm sao bây giờ trầm tường nội lòng đang dỉ máu, nhất. Định hữu dụng, Phong Khả Nhi dùng ngón tay đầu từ trong hộp ngọc mặt làm ra một điểm. Sau đó vẽ loạn tại trên thân kiếm mặt chỉ là trong nháy mắt. Thượng mặt những thứ kia bị kim đâm đi ra ngoài lỗ nhỏ dĩ nhiên đều không thấy. Thấy một màn này, trầm tường cuối cùng cũng thở dài một hơi. Cũng tin tưởng cái này vạn đạo thần thổ lợi hại của người cửu tiêu thần kiếm bị về điểm này bùn vẽ loạn qua sau đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều đặc biệt chất liệu thượng mặt không tin chính ngươi nhìn phong khả nhi đem cửu tiêu thần kiếm đổ cho trầm tường trầm tường sau khi nhận lấy cầm trong tay liền lập tức cảm giác được có bất đồng rất lớn kiên cố rất nhiều đây là trầm tường có thể trực tiếp cảm giác được hiện tại ta giúp ngươi chữa trị cái này lô tử phong khả nhi xuất ra một ít màu đen thần thổ một chút vẽ loạn tại thiên sáng đỉnh lô thượng dạn nứt địa phương thiên sáng đỉnh lô có thật nhiều vết rách thế nhưng tại vẽ loạn sau khi liền dần dần khép lại cường độ còn chưa đủ đắc dụng nhiều một chút mới được phong khả nhi kế tiếp thận trọng dụng thần thổ xóa sạch tại thiên sáng đỉnh lô thượng mặt hơn nữa nàng tại vẽ loạn thời điểm còn phóng xuất ra một loại nồng ngọn lửa màu vàng thấy cái loại này hỏa diễm trầm tường đuôi lông mày vừa nhảy, kia dĩ nhiên là ngạo thế thần hòa. Hơn nữa còn là tu luyện tới đại thành, đây là ngạo thế thần hỏa nha, hơn nữa còn là đại thành. Trầm tường kinh ngạc nói, đúng vậy. Phong khả nhi đối trầm tường thè lưỡi, cười cợt đạo, ngươi biết dùng ngạo thế thần hỏa a hát. Xem ra ngươi hẳn là chỉ là tiểu thành, trầm. Tường gật đầu, hắn vẫn lần đầu thấy đại thành ngạo thế thần hòa. Cái đó và kia tâm pháp bên trong giới thiệu một dạng. Đại thành ngạo thế thần hỏa phi thường minh diễm. Chương 3030, huyễn luyện thần thổ. Dấu lớn trầm tường ngạo thế thần hỏa tu luyện tới tiểu thành. Khả năng luyện chế thiên nguyên thánh thể đan. Hắn không nghĩ tới phong khả nhi cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên có thể sử dụng lợi hại như vậy. Hỏa diễm, mặc dù là la thiên quân cái này ngạo thế đạo tổ đều còn không có tu luyện tới cái này. Cảnh giới, ta hiện tại loại tu vi này đem ngạo thế thần hỏa tu luyện tới tiểu thành cảnh giới đã rất tốt a hát trầm tường nhìn thiên sáng đỉnh lô lúc này thiên sáng đỉnh lô biểu hiện mặt đã bị kia vạn đạo thần thổ vẽ loạn qua biến đổi vì vẽ loạn hắn cái này thiên sáng đỉnh lô phong khả nhi dùng hơn phân nửa cái loại này tài liệu cuối cùng cũng tốt lắm kế tiếp chỉ cần chờ vài ngày ngươi cái này lò luyện đan liền có thể trở thành là vạn đạo thần khí phong khả nhi nói ở đây còn có một nửa chính ngươi thu a hát Hiện tại ta đã thực hiện lời hứa của ta, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, Phong. Khả Nhi phải tìm được vật cứng rắn nhất. Dùng nàng kia kim châm không cách nào đâm thủng qua, hiện tại của ngươi kim châm có thể đâm thủng ta đây cái lô tử sao? Trầm Tường nhìn biểu hiện mặt lóe ra kim mang thiên sáng đỉnh lô. Hắn nghĩ thiên sáng đỉnh lô biến thành vạn đạo thần khí, sẽ phải rất kiên cố mới đúng, hoan. Toàn có thể phong khả nhi phi thường tự tin được rồi của ngươi lục đạo thần kính cũng muốn cải tạo một chút bất quá cái này vạn đạo thần thổ thật đúng là thiếu khả năng không đủ chờ một chút trước khác dùng ta dự định thử nhìn một chút có thể hay không luyện chế một chút trầm tường dùng ngón tay đầu đâm đâm vạn đạo thần thổ chỉ cảm thấy mềm như là mềm bùn một dạng mà đầu ngón tay của hắn cũng vô pháp đâm đi vào vừa mới hắn đã nhìn Thấy Phong Khả Nhi là đun nóng ngón tay khả năng dung rơi cái này vạn đạo thần thổ. Nàng tại vẽ loạn thời điểm cũng dùng ngạo thế thần hỏa hòa tan thành nước một dạng khả năng. Tiến hành luyện chế. Thế nào luyện chế? Phong Khả Nhi có chút không rõ, đối với lần này cũng vô cùng hiếu kỳ, chính là như luyện đan một dạng đi luyện chế. Đây là ta thường xuyên sử dụng phương pháp nguyên bản tương đối ít đồ vật. Trải qua ta luyện chế sau khi, phẩm chất sẽ đề cao, lượng biết tăng nhanh. Trầm Tường nói, chỉ là ta trước khi luyện chế, đều là năng lượng hình thái gì đó. Bị ta luyện chế qua đi, năng lượng sẽ nhiều hết mức. Cũng không biết cái này Vạn Đạo Thần Thổ có thể hay không dùng ta cái loại này biện pháp trầm. Tường nghĩ Vạn Đạo Thần Thổ lợi hại như vậy, đang luyện chế thời điểm độ khó nhất định sẽ không ít. Mà trước hắn đang luyện chế năng lượng thời điểm, đều sử dụng xong tới pháp khả năng đề thăng rất nhiều xông tới pháp có thể là phi thường cuồng bạo phương pháp nếu là dùng để luyện chế vạn đạo thần thổ mà nói vậy khẳng định phi thường không thích hợp hắn cũng không muốn bản thân vừa chữa trị tốt thiên sáng đỉnh lâu lần nữa bị hư hao mà diễn sinh pháp tắc là phi thường ôn nhu phương pháp hắn định dùng diễn sinh pháp đi nhìn thử một chút nếu là thành công mà nói hắn là có thể có vô tận vạn đạo thần thổ đến lúc đó nữa giao cho tiết tiên tiên các nàng cầm luyện khí bày trận và vân vân khẳng định vô cùng lợi hại hắn nghĩ đến đều có chút kích động nếu như luyện chế qua đại khái sẽ là như thế nào phong khả nhi ở phía trên coi như là kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng có nghe nói qua có loại này phương pháp thành công mà nói vạn đạo thần thổ liền sẽ nhiều hơn một chút chưa dùng hết trầm tường cười cười cũng không biết có thể thành công hay không nhưng cái này thiên sáng đỉnh lô chữa trị tốt sau khi ta mà bắt đầu thử nhìn một chút nếu là vạn đạo thần thổ có rất nhiều mà nói bày trận và vân vân có đúng hay không lợi hại rất nhiều trầm tường biết càng cường đại trận bàn cần tài liệu yêu cầu thì càng cao mà trận bàn là mang theo nhất phương tiện dùng trận bàn bố trí trận cũng càng khó phá hỏng đó là đương nhiên bất quá vạn đạo thần thổ phi thường hy hữu chưa từng có người dùng để luyện chế qua trận bàn vậy cần vạn đạo thần thổ nhiều lắm nếu là phóng quá ít lại không có gì hiệu quả phong khả nhi lắc đầu thở dài nếu có nhiều đủ vạn đạo thần thổ thử nhìn một chút sẽ biết trầm tường đem thiên sáng đỉnh lô để vào lục đạo thần kính bên trong sau đó đối về lục đạo thần kính sử dụng thời gian pháp tắc chi lực khiến bên trong thời gian tiến hành gia tốc chỉ là hai canh giờ Nguyên vốn cần vài ngày khả năng chữa trị thiên sáng đỉnh lô cũng đã được chữa trị tốt lắm rất tốt cường độ so với tiền đề thăng nhiều lắm trầm tường có thể phi thường rõ ràng cảm giác được thiên sáng đỉnh lô đề thăng thiên sáng đỉnh lô biểu hiện mặt bao trù một tầng đạm kim sắc vỏ đây đều là sức vạn đạo thần thổ mới xuất hiện vạn đạo thần thổ vốn là đen như mực dùng hỏa diễm đốt cháy qua sau liền sẽ biến thành kim sắc hiện tại có thể thử một chút a -hát phong khả nhi vô cùng hiếu kỳ trầm tường là thế nào luyện chế vạn đạo thần thổ ừ ta hiện tại mà bắt đầu trầm tường thay đổi một chỗ trầm tường lúc này ở đan thần bí cảnh bên trong một cái an tĩnh bí mật địa phương đan thần bí cảnh bên trong có một chút nữ tử những cô gái này đều là phụ trách chồng dược liệu đều là bách hoa thôn thu lưu nữ tử các nàng thấy trầm tường ở chỗ này cũng không kinh ngạc bởi vì các nàng đều biết thân phận của trầm tường cũng đã nghe nói qua trầm tường đủ loại truyền thuyết trong lòng cũng đều ngưỡng mộ rất chỉ là trầm tường ở chỗ này chạy quá nhanh các nàng còn không thấy rõ trầm tường liền không có ảnh trầm tường đi tới đan thần bí cảnh một cái rời xa dược điền địa phương hắn lo lắng đang luyện chế lúc phát sinh ngoài ý muốn đến lúc đó lan đến gần dược điền sẽ không tốt nếu có số lớn vạn đạo thần thổ rồi hướng vạn đạo thần thổ tiến hành luyện chế một phen như vậy thì có khả năng luyện chế ra ta muốn tìm tảng đá phong khả nhi thấy trầm tường xuất ra thiên sáng đỉnh lô cũng phi thường hy vọng trầm tường có thể thành công bởi vì này đối với nàng mà nói có thể là vô cùng trọng yếu lúc trước nàng cũng không thế nào xem trọng vạn đạo thần thổ vạn đạo thần thổ mỗi lần xuất hiện đều chỉ như vậy một điểm đối với nàng mà nói xa xa thiếu dùng mà bây giờ trầm tường lại nói có thể luyện chế được càng nhiều đi ra. nghe tuy rằng không thể tưởng tượng nổi thế nhưng nàng ra mắt trầm tường thuật luyện đan, cho nên ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy có khả năng thực hiện ư ừ, ta tận lực. nếu là thành công mà nói với ta mà nói cũng là chuyện tốt tình. trầm tường thần tình nghiêm túc, lúc này hắn trở nên vô cùng chăm chú, hắn bước ra một tia ngạo thế thần hỏa ở trên đầu ngón tay mặt, sau đó từ kia một tiểu đoàn vạn đạo thần thổ trong giữ lại một chút tới, điểm này vạn đạo. Thần thổ chỉ hạt gạo đại, thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng công dụng lại rất lớn. Vẽ loạn đang bình thường trong tài liệu mặt, là có thể khiến kia tài liệu có biến hóa long trời lỡ đất, điểm ấy vạn đạo thần thổ cũng là phi. Thường chân quý, trầm tường đem vạn đạo thần thổ để vào thiên sáng đỉnh lô bên trong sau khi liền thả ra ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy, màu vàng kim nhạt ngạo thế thần hỏa tại thiên sáng. Đỉnh lô nội bộ gầm thét, mãnh liệt đốt cháy kia một chút vạn đạo thần thổ, vạn đạo thần thổ vừa tiếp xúc với ngạo thế thần hỏa sẽ có rất biến hóa lớn. Màu đen bật người liền sẽ biến thành kim sắc. Đây vẫn chỉ là tại gặp phải ôn hòa ngạo thế thần hỏa dưới tình huống, mà bây giờ trầm tường mãnh liệt đốt cháy, có thể dùng vạn đạo thần thổ tại lô tử nội bộ dường như màu vàng liệt dương. Tại trong biển lửa nỡ rộ mãnh liệt kim quăng, lóe lên lóe lên, không có gì thay đổi nha. Vạn đạo thần thổ bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy lúc đều là như vậy trạng thái. Đốt cháy thật lâu cũng đều là, ngươi lẽ nào dự định như vậy đốt cháy đi xuống? Phong Khả Nhi thấy Trầm Tường tốt một đoạn thời gian đều ở đây dạng đốt cháy vạn đạo thần thổ. Liền nói cho Trầm Tường như vậy đốt cháy là không có ích lợi gì. Chương 3031 tiếp sức hợp luyện. Dấu lớn thật vậy chăng? Như vậy đốt cháy đi xuống, một điểm hiệu quả cũng không có. Trầm tường hiện tại chỉ là sử dụng bình thường nhất phương pháp. Trực tiếp dùng mãnh liệt hỏa diễm đi đốt cháy mà thôi, nếu không phải có thể thành công. Hắn sẽ sử dụng cái khác phương pháp đi đốt luyện, Phong Khả Nhi gật đầu, đúng vậy. Trước khi thì có người thử qua, hơn nữa còn là dùng mạnh nhất đại viên mãn ngạo thế thần hỏa đi đốt luyện chỉ bất quá hiệu quả đều giống nhau bọn họ đốt cháy rất dài thời gian rất lâu đều không có gì động tĩnh chỉ là như vậy không ngừng phát quang mặc dù như vậy đốt luyện đi xuống vạn đạo thần thổ cũng sẽ không có cái gì hư hao làm lạnh sau khi vẫn như cũ khôi phục lại nguyên lai đen thui hình dạng trầm tường lập tức đình chỉ đốt cháy hắn sử dụng tiểu thành ngạo thế thần hòa tiêu hao còn là rất lớn từ nguyệt nhi trong miệng hắn đã biết phương pháp này không thể thực hiện được hắn được mặt khác nghĩ biện pháp ngươi không tin mà nói ta dùng dùng của ta ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy cho ngươi xem phong khả nhi có thể trực tiếp thấy thiên sáng đỉnh lô nội bộ bên trong phát sinh biến hóa nàng đều biết nàng trước khi còn tưởng rằng trầm tường biết dùng bất đồng phương pháp đi luyện chế nhưng không nghĩ tới lại cùng nàng trước khi đã gặp một dạng chỉ bất quá trước khi người khác đốt luyện thời điểm chỉ là muốn nhìn có thể hay không đem vạn đạo thần thổ đốt thành một loại khác hình thái mà trầm tường đốt luyện mục đích là vì để cho vạn đạo thần thổ diễn sinh càng nhiều loại mục đích này cũng là nàng lần đầu nghe cái này ngược không cần ta hiện tại suy nghĩ lại một chút xem trầm tường quan sát đến kia một điểm nhỏ vạn đạo thần thổ thầm nghĩ xem ra ta chỉ có thể sử dụng kỳ phương pháp của hắn một mặt đi đốt cháy là không được trầm Tường tại trước đây thật lâu luyện đan lúc liền bởi vì mình các phương diện thiếu. Sở dĩ phải từ thiên luyện chi thuật bên trong cảm ngộ ra một ít lợi hại luyện pháp đi đốt cháy. Những thứ kia phi thường ngoan cố dược liệu sau cùng đều có thể thành công. Hiệu quả cũng tốt, hiện tại hắn liền định dùng cái loại này luyện pháp đi đốt luyện trước mắt. Cái này ngoan cố vạn đạo thần thổ, hắn một hơi thở sẽ dùng mấy loại luyện pháp đi nếm thử. Nhưng cũng không có thành công, kế tiếp là huyễn hỏa chi luyện trầm tường nhắm mắt lại, hít một hơi sau khi thi triển cái này huyễn hỏa chi luyện, huyễn hỏa chi luyện chủ yếu là dược liệu tự mình đốt. Luyện phương pháp là một loại phi thường kỳ huyễn luyện pháp. Thông thường đều là đối với trả cái loại này từ bên ngoài không cách nào đốt luyện dược liệu. Khiến dược liệu nội bộ bản thân đốt cháy. Khiến dược liệu tự mình đem phía ngoài hỏa diễm hấp thu đến nội bộ. Sau đó sẽ từ bên trong tự cháy, đạt được rất nhanh đốt luyện mục đích trầm tường chỉ là mới vừa dùng gần nửa canh giờ thì có hiệu quả lúc trước. Kia một tiểu viên vạn đạo thần thổ bị đốt cháy thời điểm. Đều phóng xuất ra từng đợt kim sán sán hào quang. Dường như màu vàng hạt gạo tại trong hỏa diễm hào quang đại trấn. Thế nào đốt luyện cũng không thể đem triệt để hóa khí. Nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến kỳ biến thành một tiểu tích thủy châu mà trầm tường đang luyện. Chế thời điểm, đầu tiên thì phải phá hư tài liệu nguyên bản hình thái khiến kỳ biến thành khí vụ, sau đó sẽ thông qua phương pháp đi luyện chế. Tại khí vụ hình thái dưới cải biến tài liệu phẩm chất cùng với đặc tính. Sau cùng nữa dung hợp được Vạn Đạo Thần Thổ Thủy trung bảo trì một loại trạng thái mà nói, thì không cách nào tiến hành thay đổi, hôm nay hắn sử dụng huyễn hỏa chi luyện sau. Viên kia Vạn Đạo Thần Thổ cuối cùng cũng có biến hóa, bắt đầu tràn ra khí màu trắng xương. Thấy một màn này, trước hết kinh ngạc chính là Phong Khả Nhi, có động tĩnh biến thành bạch sắc khí vụ. Phong Khả Nhi vội vàng hô kêu, ừ, xem ra cái này rất có thể sẽ thành công. Trầm tường cũng có chút kích động dù sao bước đầu tiên đã vượt qua, đốt. Luyện cần không ít thời gian nha. Rất muốn nhìn vạn đạo thần thổ không ngừng tràn ra một tia bạch sắc khí vụ. Đoán chừng một chút hoàn toàn hóa khí đại khái cần bao nhiêu thời gian, hắn tính toán một chút. Nghĩ ít nhất phải một cái nguyệt mau sử dụng thời gian chi lực. Phong Khả Nhi nói, Trầm Tường đã bắt đầu thời gian sử dụng trận pháp đem hắn bao trùm lên tới. Chỉ là một ngày biến hóa một tháng. Hắn tiêu hao cũng không lớn, hoàn toàn luyện hóa thời gian nếu so với Trầm Tường đoán chừng phải. Mau một chút, dùng chừng 20 thiên, khiến hắn và Phong Khả Nhi đều kinh ngạc chính là. Như vậy một điểm nhỏ vạn đạo thần thổ sau khi luyện hóa bạch sắc khí vụ đầy dẫy được toàn bộ thiên sáng đỉnh lô nội bộ đều là nhiều vô số kế tiếp đây phong khả nhi hiện tại thế nhưng chứng kiến trầm tường luyện chế quá trình nàng cũng hỏi qua trầm tường là thế nào đem vạn đạo thần thổ luyện hóa trầm tường nói cho nàng biết huyễn hỏa chi luyện áo nghĩa thế nhưng nàng lại không hiểu rõ cái này dù sao cũng là trầm tường bản thân cảm ngộ đi ra trực tiếp dạy mà nói rất khó học được kế tiếp chính là đem cái này khí vụ tụ tập cùng một chỗ sau đó thông qua ta đan thuật khiến kỳ diễn sinh diễn sinh sau khi tái tụ đóng lại tựa như ngươi lần trước giúp ta áp chế thiên nguyên thánh thể đan như vậy áp chế đến ít nhất hình thái tính là thành công trầm tường nói ừ hiện tại có thể bắt đầu chưa đại đạo lý phong khả nhi là hiểu nhưng nàng cảm giác mình muốn đi làm mà nói sẽ rất khó cái này phải vô cùng kinh nghiệm phong phú mới được trầm tường lúc này bắt đầu tụ hợp bên trong Lò kia một đại đoàn khí màu trắng xương, rất nhanh thì đem chi tụ thành một cái tương đối lớn tinh đoàn, hiện tại ta sẽ sử dụng diễn sinh pháp, khiến cái này tinh đoàn sinh ra một cái tiểu nhân tới. Trầm Tường nhắm mắt lại, nói, khả năng này cần thời gian tương đối dài. Ta tiêu hao sẽ khá lớn, cái này tinh đoàn sẽ hấp thu ta ngạo thế thần lực tiến hành diễn sinh. Trầm Tường trước khi luyện chế Thiên Nguyên Thánh thể đan thời điểm, Tiêu Hao tuy rằng cũng thật lớn, nhưng này tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng bây giờ luyện chế vạn đạo thần thổ thời điểm. Hắn không nghĩ tới ngay từ đầu cũng sẽ bị hấp thu nhiều như vậy ngạo thế thần lực, hắn luyện đan. Lúc thuốc tinh đoàn tốc độ hấp thu nếu như dùng dòng suối nhỏ chảy nhỏ do tế lưu tới tỷ dụ. Mà nói, hôm nay vạn đạo thần thổ cái này tinh đoàn hấp thu lúc. Tự như cùng đại giang thao thao bất tuyệt chỉ là hơn một canh giờ. Trầm tường trong cơ thể ngạo thế thần lực đã bị hút hết chín thành chỉ còn lại có một điểm khiến hắn duy trì thân thể tiểu khả nhi người mượn điểm ngạo thế thần lực cho ta trầm tường vội vã hô đồ chơi này chính là cái không đáy phong khả nhi lập tức đem mình ngạo thế thần lực chuyển vận đến trầm tường trên người trầm tường áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều tại phong khả nhi thua đưa tới thời điểm hắn đã ở vận công khôi phục mình ngạo thế thần lực hắn nghĩ phong khả nhi mặc dù có nhiều hơn nữa ngạo thế thần lực Khả năng cũng nhịn không được bao lâu, phải tới lúc nào nha. Phong Khả Nhi cũng cảm thấy phi thường tốn sức, chỉ là ba canh giờ của nàng ngạo thế thần lực cũng chưa có một nửa, nàng chưa từng có to lớn như vậy tiêu hao qua ngạo thế thần lực thằng đến đồ chơi này diễn sinh ra một cái tiểu nhân tới trầm tường nói người kiên trì nữa kiên trì, Phong Khả Nhi cũng chỉ có thể kiên trì nữa ba canh giờ cứ như vậy trước sau sáu cái canh giờ liền đem phong khả nhi kia một thân hùng hồn ngạo thế thần lực đã tiêu hao không sai biệt lắm chỉ còn lại có một thành tới ta trầm tường hiện tại đã khôi phục hắn cảm thấy lấy sau được luyện chế một ít ngạo thế thần lực đan mới được bằng không như vậy đi luyện chế mà nói tiêu hao phi thường thật lớn nếu như đem hắn và phong khả nhi tiêu hao ngạo thế thần lực luyện thành ngạo thế thần lực đan trải qua hắn cái loại này luyện pháp đi luyện chế sẽ tương đương với thì ra là gấp mấy lần thậm chí là 10 lần. Dùng cho cung cấp thuốc tinh đoàn hấp thu ngạo thế thần lực là phi thường lựa chọn tốt. Chương 3032, luyện đan đồng tử. Dấu lớn Phong Khả Nhi bị hầu như hút hết ngạo thế thần lực thế nhưng nàng cũng rất là hưng phấn. Cái này đối với nàng mà nói là một lần phi thường kỳ diệu thể nghiệm hơn nữa càng như vậy. Vạn đạo thần thổ thì càng có hy vọng bị trầm tường luyện chế thành công của người ngạo thế thần lực so với ta nhiều nhiều như vậy nha trầm tường chỉ là một canh giờ đã bị hút xong mà phong khả nhi còn lại là kiên trì sáu canh giờ đó là đương nhiên ta tu vi vốn tới liền cao hơn ngươi không ít nha phong khả nhi cười cợt đạo ngươi nhất định phải thành công nha ta thế nhưng bỏ ra rất nhiều nha ngươi đại khái lúc nào có thể khôi phục lại trầm tường tuy rằng đã khôi phục lại nhưng bây giờ hắn cảm giác mình một lúc lâu sau nhất định sẽ bị tranh thủ đại khái ba canh giờ a hát phong khả nhi suy nghĩ một chút nói nếu không phải có thể kéo dài nữa ảnh hưởng lớn sao có điểm đại nếu là có thể duy trì liên tục mà nói hiệu quả là tốt nhất trầm tường cũng không muốn gián đoạn dù sao đã nỗ lực đến phân thượng này sau cùng hắn phải khiến phong khả nhi đi bách hoa thôn bên trong đem tôn linh tinh gọi tới tôn linh tinh là ngạo thế cảnh thánh dai trong cơ thể ngạo thế thần lực không ít mới có thể chống đỡ ba canh giờ mà trong thời gian này phong khả nhi cũng có thể khôi phục lại phong khả nhi rất nhanh thì đem tôn linh tinh gọi tới luyện chế vật gì vậy dĩ nhiên tiêu hao lớn như vậy tôn linh tinh đi tới sau khi trầm tường đem tình huống cụ thể nói cho nàng biết trước khi phong khả nhi tại bách hoa thôn bên trong chơi nháo qua một đoạn thời gian tôn linh tinh cũng biết phong khả nhi rất mạnh mà phong khả nhi cũng bị tiêu hao sạch nàng nghĩ không ra trầm tường đang làm gì tạm thời bảo mật ngươi sau này sẽ biết mau đưa ngạo thế thần lực cho ta trầm tường cười thần bí tôn linh tinh kiều hừ một tiếng liền đem tay đặt tại trầm tường lưng linh tinh ngươi ở bên trong quá có khỏe không trầm tường đem tôn linh tinh cùng long thu mộc an bài tại bách hoa thôn là vì bảo hộ bách hoa thôn hiện tại bách hoa thôn còn không có ngạo thế cảnh rất tốt thật vui vẻ cũng biết không ít chuyện của ngươi tiểu bại hoại tôn linh tinh khanh khách nở nụ cười trầm tường dùng đầu gối nghĩ cũng biết là long tiết gì cái này miệng rộng long đang cùng tôn linh tinh còn có long thu mộc nói mò hắn nói bậy cái này tiểu thí long thật là thiếu đánh nha trầm tường biểu môi nói như vậy sau này ngươi và thu mộc liền ở tại chỗ này a hát dù sao cũng ngươi và nàng cũng không có gì lấy ra mà cái chỗ này coi như là nhà của ta ừ ta và thu mộc đều có tính toán như vậy tôn linh tinh sớm liền quyết định theo trầm tường lan lộn ăn được uống trầm tường luyện đan thiên phú nàng rõ ràng nhất bất quá nàng tại bách hoa thôn bên trong cũng biết phùng vũ khiết các nàng đám này nữ tử cũng nhận được trầm tường truyền thừa đan thuật tuy rằng không bằng trầm tường lợi hại như vậy nhưng là không kém, để cho nàng mở rộng tầm mắt ba canh giờ sau. Tôn linh tinh đình chỉ chuyển vận, cũng không phải là của nàng ngạo thế thần lực tiêu hao hết. Mà là phong khả nhi la hét để cho nàng tới, linh tinh, ngươi chờ một chút. Trầm tường cũng không biết bên trong tinh đoàn muốn hấp thu tới khi nào tốt. Tôn linh tinh tại bách hoa thôn bên trong cũng không quá nhiều chuyện trọng yếu. Chính là chỉ đạo bên trong nữ tử tu luyện. Hoặc là cùng bên trong những cô gái kia tâm sự thiên nói một chút năm đó cố sự, Phong Khả Nhi duy trì liên tục chuyển vận ngạo thế thần lực năm canh. Giờ sau khi, bên trong lò tinh đoàn cuối cùng cũng diễn sinh ra một cái tiểu nhân, thành công. Trầm tường thở dài một hơi, bọn họ trước sau thế nhưng chuyển vận rất nhiều ngạo thế thần lực. Nha, dùng thời gian tuy rằng không coi là nhiều, nhưng tiêu hao ngạo thế thần lực cũng rất nhiều, nhớ. Kỹ đến lúc đó nói cho ta biết bí mật này, ta đi trở về tôn linh tinh vội vàng phản hồi bách hoa thôn nàng hiểu được thiên đạo thế giới thế cục sau khi cũng biết bách hoa thôn cùng cửu tiêu long thành đối mặt vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn là phi thường nhược tiểu chính là mà nàng ở chỗ này có thể coi như là mạnh nhất cho nên hắn đối bách hoa thôn mà nói là vô cùng trọng yếu kế tiếp còn bao lâu nữa phong khả nhi hăng hái bừng bừng hỏi tuy rằng nàng tiêu hao không ít nhưng vô cùng tinh thần còn một chút thời gian rất nhanh thì tiến vào áp chế giai đoạn trầm tường hiện tại chỉ nghĩ thực lực của chính mình thiếu nếu hắn không là còn có thể xông đụng một cái hoặc là nhiều diễn sinh mấy người tiểu tinh đoàn hắn kế tiếp khiến tiểu tinh đoàn cùng đại tinh đoàn dung hợp được quá trình này coi như dễ dàng chỉ là nửa ngày liền làm xong tốt lắm người bây giờ cũng khôi phục a chúng ta cùng nhau liên thủ trầm tường nói tựa như lần trước như vậy trầm tường hiện tại có thể không nhiều lắm nắm chặt đi đem cái này một cái đại tinh đoàn áp tiểu hắn tại dung hợp hoàn thành thời điểm liền thật sâu cảm giác được tinh đoàn cường đại không phải là hắn lực lượng của hôm nay có thể hoàn thành phong khả nhi còn lại là nghĩ phi thường thần kỳ như vậy một điểm nhỏ vạn đạo thần thổ lại có thể có thể luyện thành như vậy vật lớn tốt Phong Khả Nhi rất thích ý làm như vậy, nàng tham ngộ cùng quá trình luyện chế. Để cho nàng nghĩ phi thường vui vẻ, áp chế quá trình một điểm đều không thoải mái. Trầm tường lực lượng căn bản không dùng được, đều là Phong Khả Nhi sử dụng phong ấn chi lực đi áp chế. Ngay cả Phong Khả Nhi cũng không đoạn sợ hãi than tinh đoàn cường đại, Phong Khả Nhi ước chừng. Dùng 10 ngày mới đem rất lớn thuốc tinh đoàn ép thành một viên hạt đậu lớn như vậy, thành công. Phong Khả Nhi nhìn thiên sáng đỉnh lô bên trong màu đen kia tiểu viên thuốc lấy. Ra nữa nhìn sẽ biết. Trầm Tường đem cái này lớn chừng hạt đậu tiểu viên thuốc lấy ra nữa, "Phong." Khả Nhi vội vã nhận lấy vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ như điên. Không khỏi tại Trầm Tường thượng mặt bay tới bay lui, "Thành công rồi." "Thành công rồi, Trầm." Tường lau mồ hôi, cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này nếu như không phải là Phong Khả Nhi hỗ trợ, chỉ dựa vào hắn tự mình một người thì không cách nào thành công nguyên bản chỉ chừng hạt gạo nhưng bây giờ lại gia tăng rồi gấp mấy lần tuy rằng còn là rất ít thế nhưng phong khả nhi lại vui vẻ phá hủy chỉ ít bọn họ là có cách cuồn cuộn không ngừng thu được vạn đạo thần thổ chỉ là cần một chút thời gian bất quá cái này chút thời gian ở trong mắt nàng xem ra không đáng kể chút nào có người vì đạt được vạn đạo thần thổ dùng mấy vạn năm thậm chí là 10 vạn năm đi tìm, hiện tại đã xác định loại phương pháp này có thể được. Trầm tường cười nhạt, bất quá kế tiếp ta phải luyện đan, ta tu vi quá thấp. Người cũng nhìn thấy, nếu là không có ngươi giúp đỡ, ta căn bản không khả năng thành công, trầm. Tường muốn luyện chế thiên nguyên thánh thể đan nhắc tới thăng tu vi của mình. Nếu hắn không là luyện chế vạn đạo thần thổ thời điểm sẽ phi thường tốn sức, ừ hôm nay các ngươi tình cảnh không phải là quá tốt quả thực cần trước đề thăng tu vi phong khả nhi biết sau này sẽ có vô cùng vô tận vạn đạo thần thổ trong lòng vui vẻ nở hoa ta liền ở lại bên cạnh ngươi giúp ngươi luyện đan a hát cũng tốt liền làm ta luyện đan đồng tử trầm tường nhéo nhéo phong khả nhi mặt của thiên nguyên thánh thể đan với hắn mà nói so luyện chế vạn đạo thần thổ còn dễ dàng nhiều đặc biệt hiện tại hắn thiên sáng đỉnh lô tăng lên hơn nữa có phong khả nhi hỗ trợ mà ở bắt đầu luyện chế trước khi trầm tường đi một chuyến vạn đạo thần sơn chỗ ở kia phiến hải dương bầu trời đao tổ vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn hiện tại tình huống gì trầm tường dùng đưa tin ngọc phù đưa tin là thiên quân cũng không biết vạn đạo chí bảo đã bị trầm tường đạt được ngạo thế thiên môn hoài nghi vạn đạo thần sơn cướp đi vạn đạo chí bảo thế nhưng vạn đạo thần sơn cực lực phủ nhận La Thiên Quân đem vạn đạo thần Sơn hai vị kia lão giả đối mọi người nói sự tình nói cho trầm. Tường, lúc đầu trầm tường thế nhưng bị vạn đạo thần Sơn hai gã lão giả nhìn thấy. Hơn nữa bọn họ còn cảm ứng được phong khả nhi khí tức bọn họ chỉ cần hơi chút cha một cái. Chỉ biết hắn là trầm tường nhưng là bọn họ cũng không có nói cho ngạo thế thiên môn. Rất rõ ràng liền là bọn họ giấu giếm chuyện này. Sau đó bọn họ nữa đơn độc ăn tươi vạn đạo trí bảo chương 3033, lần thứ hai diễn sinh. Dấu lớn vạn đạo trí bảo vốn chính là bị ngạo thế thiên môn lấy được. Chỉ bất quá ngạo thế thiên môn vô lực đem chi phá vỡ mới có thể tìm vạn đạo thần Sơn hỗ trợ. Thế nhưng vạn đạo trí bảo hiện tại tung tích không rõ, ngạo thế thiên môn trong lòng oán hận. Mới có thể hoài nghi vạn đạo thần Sơn, ngạo thế thiên môn vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi nhưng về sau bọn họ lại nhận định chính là vạn đạo thần sơn che giấu cái gì lúc này đã dùm beng bất quá bọn họ cũng không có động thủ bởi vì ngạo thế thiên môn cầm không ra chứng cớ gì tới trầm tường có chút suy nghĩ cũng hiểu được có chút bận tâm vạn đạo thần sơn thế nhưng biết là hắn tham dự chuyện này mà vạn đạo thần sơn hiển nhiên một cách tự tin đạt được vạn đạo chí bảo kế tiếp vạn đạo thần Sơn sẽ đối phó rồi, nhưng bọn họ cũng không biết ta ở địa phương nào. Cho nên bọn họ sẽ đối trả ta mà nói, chỉ có một biện pháp. Trầm tường suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bọn. Họ là muốn từ thiên đạo trong thế giới bắt đi ta thân hữu tới áp chế ta sao? Trầm tường cười lạnh, sau đó hắn vội vàng phản hồi bách hoa thôn. Đem chuyện này nói cho Lữ Kỳ Liên khiến lữ kỳ liên trong khoảng thời gian này đem ra ngoài người toàn bộ triệu tập trở về sau đó hắn lại đi cửu tiêu long thành đem chuyện này nói cho long cửu tiêu khiến long cửu tiêu đem đi vạn đạo thần sơn học tập người nhanh lên rút về tới tốt lúc trước trầm tường liền dặn dò qua bọn họ phải chú ý vạn đạo thần sơn cho nên bọn họ đối vạn đạo thần sơn đều để lại một cái tâm nhãn một khi có chuyện gì phát sinh bọn họ là có thể vội vàng ứng đối cho nên chỉ là dùng nửa ngày bọn họ liền đem tại vạn đạo thần sơn người toàn bộ rút về hôm nay cửu tiêu long thành cùng bách hoa thôn đều có thiên địa vô cực đan mặc dù bọn họ không khuất phục với vạn đạo thần sơn cũng có thể bước vào ngạo thế cảnh vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn cũng không biết trầm tường có thể trở về đến thiên đạo thế giới đặc biệt vạn đạo thần sơn đối với lần này một điểm đều không biết hơn nữa bọn họ cũng không biết bách hoa thôn cùng cửu tiêu long thành ở địa phương nào cửu tiêu long thành cùng bách hoa thôn người miệng phi thường kín vô luận như thế nào dạng cũng không có tiết lộ hai địa phương này chỗ ở vị trí tại thiên đạo thế giới vạn đạo thần sơn ở vào một mảnh hải dương đảo nhỏ thượng mặt nửa ngày bên trong bách hoa thôn cùng vạn đạo thần sơn người liền lặng lẽ chạy mất điều này khiến cho vạn đạo thần sơn độ cao coi trọng cũng tại lúc này bọn họ nhận được đến từ chính thần hoang phía trên nhiệm vụ. Muốn khiến bọn họ nắm cửu tiêu long thành cùng bách hoa thôn người. Đồng thời ép hỏi ra cửu tiêu long thành cùng bách hoa thôn chỗ ở vị trí cửu. Tiêu long thành cùng bách hoa thôn tại sao phải thu được tiếng gió thổi. Chuyện này ngay cả chúng ta cũng chỉ là vừa biết đến nha. Vạn đạo thần sơn một gã lão giả vô cùng căm tức. Vội vã đem tình huống nơi này nói cho vạn đạo thần sơn nhất định là trầm tường trầm tường có thể cùng thiên đạo thế giới người câu thông thần hoang phía trên vạn đạo thần sơn lão giả trả lời vậy bây giờ phải làm sao đám này tên đáng chết ta trước khi chỉ biết bọn họ rất không đáng tin cậy hiện tại quả thế nói đi là đi vận dụng toàn bộ tài nguyên đi thăm dò nhất định phải tra được bọn họ ở địa phương nào sau đó không từ thủ đoạn cũng phải bắt cho được người của bọn họ chỉ như vậy khả năng hiếp bức trầm tường đem kia vạn đạo trí bảo giao ra đây tốt nho nhỏ một cái thiên đạo thế giới tính là trở mình một lần cũng không phải việc khó gì đan thần bí cảnh lữ kỳ liên đi tới trầm tường luyện đan bên ngoài mật thất mặt nhẹ nhàng nói yên nhiên vừa mới truyền đến tin tức mới nhất vạn đạo thần sơn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi chúng ta hạ lạc nhưng lại tuyên bố chúng ta bách hoa thôn cùng cửu tiêu long thành đệ tử cấu kết đánh cắp vạn đạo thần sơn chân quý công pháp và thần đan ừ kế tiếp các ngươi phải cẩn thận một chút chờ ta luyện chế đan thành công đến lúc đó chính là phản kích vạn đạo thần sơn thời điểm trầm tường cùng vạn đạo thần sơn mâu thuẫn cũng không nhỏ trước khi hắn đã bị vạn đạo thần sơn âm thầm phái người đối phó qua vài lần khi đó hắn không có thực lực cũng liền nhịn nhưng bây giờ vạn đạo thần sơn nếu như này hung hăng, một khi hắn có đầy đủ thực lực cường đại. Nhất định đi tìm vạn đạo thần Sơn tính sổ cách, khiến. Yên nhiên các nàng cẩn thận một ít, vạn đạo thần Sơn thực lực còn là rất mạnh. Trầm tường dặn dò, yến yên nhiên các nàng còn là giống như trước đây phụ trách thu thập tình. Báo chuyện tình, ta đã biết. Lữ kỳ liên sau khi rời khỏi. Trầm tường liền bắt đầu luyện chế thiên nguyên thánh thể đan, thiên nguyên thánh thể đan dược liệu hiện tại cũng chỉ có mấy phần mà thôi bất quá hắn lại không cần lo lắng thiếu dùng bởi vì hắn chỉ cần sử dụng xong trọng thời gian pháp tác chi lực khiến thời gian diễn sinh là có thể rất nhanh chồng đi ra trước khi hắn chính là như vậy thành công phong khả nhi hiện tại phi thường chịu khó giúp đỡ trầm tường luyện đan chỉ trầm tường cường đại lên khả năng nhanh chóng luyện chế vạn đạo thần thổ đến lúc đó nói không chừng chính cô ta có thể luyện chế bản thân tìm kiếm tảng đá lần thứ hai luyện chế thiên nguyên thánh thể đan thời điểm trầm tường đã dễ dàng rất nhiều đầu tiên là thiên sáng đỉnh lô đạt được rất lớn đề thăng hắn đang sử dụng ngạo thế thần hỏa thời điểm thiên sáng đỉnh lô là có thể khiến hắn hỏa diễm tăng cường rất nhiều sau đó ngay cả có phong khả nhi hỗ trợ áp chế bởi vậy hắn liền không cần lo lắng tại áp chế tình hình đặc biệt lúc ấy lực lượng thiếu trước khi hắn. Luyện chế kia lô thiên nguyên thánh thể đan lúc là khiến một cái thuốc tinh thể diễn sinh ra chín cái. Sau đó để cái này chín cái tiểu nhân thuốc tinh đoàn cùng lớn nhất xông tới. Xông tới sau khi nữa dung hợp được chỉ hai cái bước mà bây giờ hắn gia tăng rồi một cái bước. Chính là tại xông tới dung hợp sau khi nữa tiến hành một lần diễn sinh hơn nữa còn là diễn sinh chín cái, diễn sinh chín cái thuốc tinh đoàn sau khi, hắn không có sông tới. Bởi vì lực lượng của hắn thiếu, mặc dù có phong khả nhi hỗ trợ. Hắn cũng hiểu được phi thường tốn sức, huống hồ bây giờ lần thứ hai diễn sinh. Là có thể đề thăng rất cao phẩm chất nếu như không có phong khả nhi hỗ trợ. Hắn cái này lần thứ hai diễn sinh sau khi. Căn bản không cách nào để cho tất cả thuốc tinh đoàn dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại hắn cùng phong khả nhi liên thủ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thành công, phong khả nhi liên thủ với trầm tường luyện chế một lò. Thiên nguyên thánh thể đan sau khi, đã đối lưu trình phi thường rõ ràng. Cái này lệnh nàng kinh thán không thôi, bởi vì nàng biết nếu là có đầy đủ mạnh lực lượng. Trầm tường có thể không ngừng diễn sinh, sông tới, nữa diễn sinh nữa sông tới. Lòng vòng như vậy vài lần, phẩm chất chắc chắn cao khó có thể tưởng tượng, mà vạn đạo thân thổ cũng có thể như thế tới, tiền đề là trầm tường muốn có cũng đủ lực lượng cường đại mới. Được viên này đan phẩm chất thật cao. Nói không chừng có thể ngươi tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Phong Khả Nhi lúc này đang cùng trầm tường không ngừng áp chế ở đây đan. Trước sau đã qua hơn 20 thiên, ta cũng không biết muốn ăn qua khả năng xác định. Nếu là ta thành công mà nói, những người khác khả năng chỉ cần ăn hai viên. Là có thể trực tiếp tu luyện ra ngạo thế thánh thể trầm tường nói sau cùng bọn họ dùng không sai biệt lắm một tháng cuối cùng cũng đem viên này đan luyện chế tốt lắm hai người cũng đều mệt đến không được bất quá bọn họ nghỉ ngơi gần nửa ngày liền khôi phục lại mau ăn ăn xem phong khả nhi cũng tham dự lần này luyện đan cho nên hắn đối với nơi này đan công hiệu vô cùng hiếu kỳ dù sao nàng ra không ít lực lượng nếu là ở đây đan hiệu quả rất tốt mà nói nàng sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu trầm tường ăn sau khi thi triển thời gian chi lực cái này có thể hắn tiết kiệm nhiều thời gian hơn nhưng mà ngay hắn ăn không bao lâu thân thể hắn lại đột nhiên biến thành màu vàng hơn nữa rất nhanh bành trướng kỳ quái là hắn bành trướng sau khi không bao lâu thân thể lại sẽ biến trở về nguyên lai sau đó lại bành trướng như vậy không ngừng nhiều lần biến hóa chương 3034, thánh thể cuối cùng thành. Dấu lớn phong khả nhi thấy trầm tường lúc này kỳ lạ trạng thái. Bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tiết trắng. Nàng rất lo lắng trầm tường sẽ xảy ra chuyện ngươi thế nào. Có đúng hay không ở đây đan không đúng nha. Phong khả nhi liền vội vàng hỏi trầm tường không nói gì. Tuy rằng thân thể hắn chính quỷ dị biến hóa. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không khỏe, nói chuyện nha trầm tường ngươi bây giờ thế nào phong khả nhi kịch liệt tiếp tục nhẹ quát lên ta không sao ở đây đan công hiệu phi thường tốt thực sự có thể sẽ khiến ta tu luyện ra ngạo thế thánh thể tới trầm tường vừa mới tại cảm thụ thân thể kỳ dị biến hóa cho nên không có nghe thấy phong khả nhi thanh âm của hiện tại hắn nghe sau khi trả lời phong khả nhi phong khả nhi cuối cùng cũng thở dài một hơi nàng lo lắng là bởi vì nàng tham dự lần này luyện đan cho nên mới phải khiến viên kia đan xảy ra vấn đề biết được trầm tường đích tình huống tốt nội tâm của nàng cũng là mỹ ta hiện tại hẳn là coi như là một cái hợp cách luyện đan đồng tử phong khả nhi cười cợt đạo trầm tường luyện hóa viên này đan khẳng định cần thời gian phong khả nhi cũng thừa dịp hiện tại chạy đi bách hoa thôn tìm nguyệt nhi chơi đùa hoặc là đi tìm tiết tiên tiên các nàng chỉ điểm các nàng một ít kiến thức linh văn đương nhiên nàng ở bên ngoài cũng chỉ là ở một thiên mà trầm tường tại thời gian lĩnh vực trong lại qua một cái nguyệt lúc này hắn đã tu luyện ra ngạo thế thánh thể mặc dù chỉ là tiểu thành nhưng lúc này hắn ngạo thế thần lực cường độ nếu so với trước khi cường đại gấp mấy lần tu luyện ra ngạo thế thánh thể sau ta ngạo thế thần lực lại sẽ có to lớn như vậy đề thăng cái này thiên nguyên thánh thể đan quả nhiên phi thường rất cao. Như là dựa theo ta đây loại luyện pháp ta có thể ăn được thánh thể đỉnh phong, trầm. Tường từ thời gian trong lĩnh vực mặt sau khi đi ra. Liền vội vàng đi tìm phong khả nhi, hôm nay vạn đạo thần sơn chính nơi tìm kiếm bách hoa thôn. Cùng cửu tiêu long thành chỗ ở vị trí. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian để thăng bách hoa thôn cùng cửu tiêu long thành chỉnh thể thực lực trầm tường đi tới Bách Hoa Thôn không có thấy Phong Khả Nhi. Sau đó phải đi một chuyến đan hương viên. Phùng Vũ Khiết các nàng lúc này đều đang luyện chế thiên địa cực đan. Các nàng tiến bộ không nhỏ bởi vì các nàng là luyện đan. Đối toàn bộ Bách Hoa Thôn cùng cửu Tiêu Long thành đều trọng yếu phi thường. Cho nên trước khi trầm tường luyện chế thiên địa cực đan có đại bộ phận đều bị các nàng ăn đồng thời thời gian sử dụng trận bàn tốc thu được thời gian, hôm nay đều nhộn nhịp đột phá. Bước vào ngạo thế cảnh, có thể sử dụng ngạo thế thần lực sau khi các nàng tu luyện ngạo thế thần hỏa liền dễ dàng nhiều. Đang luyện chế thiên địa cực đan thời điểm, cũng sẽ không giống trước khi gian nan như vậy, các nàng muốn luyện ra thiên địa cực đan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra bách hòa thôn cùng cửu tiêu long thành đại lượng tài nguyên đều tập trung ở nơi này trầm tường đi tới đan hương viên liền cảm ứng được nồng nặc thời gian pháp tác chi lực có thể thấy được bên trong luyện đan nữ tử đều sử dụng thời gian trận bàn thời gian trận bàn có thể là phi thường tiêu hao năng lượng nhưng là vì có thể được đến nhiều thiên địa cực đan tất cả mọi người phi thường bằng lòng đem số lớn tài nguyên tập trung ở nơi này các nàng đều rất nghiêm túc ta sẽ không đi quấy rối các nàng trầm tường đi tới tiết tiên tiên các nàng nơi này nhưng nơi này lại không có người đều đi chỗ nào trầm tường vội vàng đi trước lữ kỳ liên chỗ ở sân lữ kỳ liên không ở nơi này nhi nhưng trầm tường lại nhìn thấy lữ thấm liên thấm liên tỷ trầm tường đi tới hỏi các nàng đều đi chỗ nào ta làm sao tìm được không được các nàng ra phía ngoài đi chính đang bố trí đại trận tại bầy trận thời điểm cần phải bảo vệ trả lời là bạch tử xinh đẹp chúng ta bây giờ cũng chuẩn bị đi ra ngoài đây bách hoa thôn thế nhưng bị vạn đạo thần sơn người dò xét cha được cho nên chúng ta phải làm cho tốt phòng hộ lại bị phát hiện trầm tường nghĩ cái này còn không có mấy ngày nữa nha vạn đạo thần sơn dĩ nhiên liền dò xét cha được thiên đạo thế giới đối với vạn đạo thần sơn loại này quái vật lớn mà nói chỉ là một thế giới rất nhỏ tự nhiên dễ bị bọn họ tìm được Lữ thấm liên đi tới trầm tường trước mặt. Sửa sang lại trầm tường y phục người cũng đừng đi ra, ở chỗ này luyện đan a hát. Bạch tử xinh đẹp ôn nhu nói, nàng và lữ thấm liên hai cái này độc nữ cũng đều là trầm tường nữ. Nhân, như vậy sao được ta muốn đi ra xem một chút. Trầm tường nghĩ bằng thực lực của hắn bây giờ. Mặc dù đối mặt ngạo thế thánh thể tột cùng người cũng không vấn đề gì. Trong cơ thể hắn ngạo thế thần thú cũng đều là giống như hắn đều tu luyện ra ngạo thế thánh thể, vậy được rồi. Chúng ta cùng đi ra ngoài, bạch, tử sinh đẹp cùng lữ thấm liên kéo trầm tường tay của. Mang trầm tường đi vào lữ kỳ liên trong sân truyền tống trận tới đi ra bên ngoài sau khi. Trầm tường thấy đã nhìn thấy đông phương hinh nguyệt cùng đông phương tĩnh trên không trung bay. Tới bay lui, chính đang bố trí trận pháp, du tình. Trầm tường thấy hứa du tình chính chuẩn bị một ít gì, hắn liền đi tới. Ngươi ở đây làm cái gì, nguyền rùa bẫy dập. Hứa du tình khẽ cười nói, nếu là vạn đạo thần sơn những tên kia đạp phải cái này bẫy dập. Hì hì, hứa du tình trời sinh chỉ biết nguyền rùa chi lực. Lúc này theo của nàng tu vi đề thăng, tu luyện được càng ngày càng lợi hại. Trầm tường nghĩ đến đều nghĩ có chút sợ hãi. Cũng may như vậy nữ tử là của nàng nữ nhân, tiết tiên tiên cùng mộng nhi còn lại là trên mặt đất. Chuẩn bị trận bàn, các nàng trận bàn cũng không lớn, nhưng có thật nhiều cái cái này trận bàn chôn ở sâu dưới đất mặt. Thông qua nhiều tổ hợp cùng một chỗ là có thể hình thành một cái trận pháp cường đại vạn. Đạo thần Sơn Thám Tử tìm đến nơi này, hơn nữa đã bị chúng ta chém giết. Bạch U U thấy trầm tường, liền bay tới, dùng nhiếp hồn ma chú sao. Trầm tường hỏi, đương, nhiên dùng, Bạch U U cau mày nói, vạn đạo thần Sơn đã biết chúng ta ở chỗ này. Nhưng lại không biết cửu tiêu long thành chỗ ở vị trí cho nên bọn họ tạm thời không có xuống tay với chúng ta xem ra là định tìm đến cửu tiêu long thành sau khi nếu muốn đem chúng ta một tá tẫn bắt quá bọn họ thám tử chết sau khi bọn họ nhất định sẽ có hành động chín hàm nhu nhìn viễn phương bên kia đúng là vạn đạo thần sơn chỗ ở vị trí nếu không như vậy ta đi vạn đạo thần sơn nhìn trầm tường tu luyện ra ngạo thế thánh thể thật tốt dự định đi tìm chút tên lợi hại thử nhìn một chút Tuy rằng khả năng này sẽ bại lộ hắn có thể tới Thiên Đạo thế giới sự tình. Bất quá hắn nghĩ cũng không thể ngồi đợi Vạn Đạo Thần Sơn đột kích. Bọn họ cũng cần tiến hành phản kích, cái này có thể hay không có chút nguy hiểm nha. Hứa Du Tình có chút bận tâm, không có việc gì, hắn đã tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Bằng bản lãnh của hắn, nhất định có thể thân trở ra. Lữ Kỳ Liên đã từ Phong Khả Nhi chỗ biết được Trầm Tường trước khi đang bế quan mà vừa mới nàng lại từ tôn linh tinh trong miệng biết được trầm tường lúc này khí tức trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn xác định trầm tường đã đột phá, trầm tường bay lên đến không trung. Đối phong khả nhi cùng tôn linh tinh nói, nơi này liền giao cho các ngươi. Các nàng thế nhưng nơi này mạnh. Nếu là vạn đạo thần sơn hoặc là ngạo thế thiên môn thật có hành động gì? Các nàng cũng có thể để đỡ được vạn đạo thần sơn ở vào biển rộng một cái đảo nhỏ thượng mà thần hoang vạn đạo thần sơn còn lại là tại đáy biển, lúc này. Trầm tường đã trôi nổi tại vạn đạo thần sơn bầu trời, thiên. Đạo thế giới là của ta, vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn bọn người kia đi tới nơi này. Nếu muốn đem toàn bộ thế giới khống chế lại, ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ được như ý. Trầm tường thuấn di đến trên đảo nhỏ mặt đáp xuống kia tòa núi to phía dưới. mươi 3035, Thần Sơn Tế dấu lớn vạn đạo thần sơn lúc này phi thường náo nhiệt bởi vì vạn đạo thần sơn nhiều năm qua ở chỗ này bán ra các loại công pháp và dược liệu cho nên tụ tập thiên đạo thế giới rất nhiều hào kiệt ở chỗ này trầm tường lý giải đến trước khi bách hoa thôn cùng cửu tiêu long thành cũng không phải là không công liền từ vạn đạo thần sơn học tập đến đồ đều là bọn họ nỗ lực rất lớn đại giới đổi lấy tới được Vạn Đạo Thần Sơn cũng phi thường tham lam, biểu hiện ra bọn họ làm bộ rất khá. Nhưng trong tối cũng đã làm rất nhiều chuyện người không thấy được vạn. Đạo Thần Sơn còn thật nhỏ, phòng Trừng Ta lực một kích thì có thể đánh nát. Trầm Tường đứng ở một cái trên đường cái, nhìn kia tòa vừa cao vừa lớn sơn. Khoa tay múa chân một chút, bất quá khi hắn tới gần sau khi cảm giác được Vạn Đạo Thần Sơn bên ngoài có một rất mạnh trận pháp bảo hộ cảm giác mình muốn đem cả tòa sơn đánh nát vẫn còn có chút chắc trở, có điểm môn đạo. Trầm tường thử một chút cái kia kết giới, thậm chí ngay cả hắn đều khó khăn lấy đi vào thời. Không chi lực hẳn là có thể. Sau đó hắn lại thử một cái thời không chi lực. Quả nhiên rất nhẹ nhàng liền tiến vào, bất quá hắn cũng không có lập tức lên núi. Mà là đang dưới chân núi thành thị, vạn. Đạo thần Sơn đem tại ba ngày sau tổ chức tế Sơn nghi thức, cũng không biết đây là vật gì nói chung đến lúc đó nhất định là vạn đạo thần sơn náo nhiệt thời điểm đây là trầm tường nghe được đến lúc đó thế nhưng ở trên hạ tổ chức trầm tường suy đoán tế sơn sau khi khả năng liền muốn tiến công bách hoa thôn đó cũng là hắn động thủ tốt thời khắc buổi tối trầm tường ở bên trong phòng thả ra thời gian lĩnh vực khiến thời gian lĩnh vực lực lượng bao trùm đang luyện chế thiên nguyên thánh thể đan dược liệu thượng hơn nữa còn là nhiều trọng lĩnh vực bởi vậy là có thể gia tốc khiến những dược liệu kia sinh trưởng, hắn chỉ là tiến hành rồi khu vực nhỏ. Thời gian chi lực bao trùm, cho nên tiêu hao cũng không phải rất lớn, một. Ngày 30 cái nguyệt, cái này 30 tháng. Nữa phối hợp Mỹ cảnh tỉ muội các nàng điều phối đi ra thần thủy. Cũng đủ những dược liệu kia sinh trưởng. Trầm tường hiện tại cũng muốn nhìn một chút hắn như vậy duy trì liên tục một ngày. Sẽ tiêu hao nhiều ít ngạo thế thần lực lúc trước. Thời gian của hắn lĩnh vực bao trùm khu vực rất lớn, ngay cả chính hắn đều bao trùm. Cho nên tiêu hao không nhỏ, mà bây giờ bao trùm khu vực rất nhỏ, tiêu hao cũng vô cùng yếu ớt. Hắn khôi phục ngạo thế thần lực tốc độ hết có thể theo kịp Tiêu Hao. Ý vị này hắn có thể không gián đoạn sử dụng loại phương pháp này tiến hành xem. Gia ta sau này còn có thể tiến hành làm sâu sắc tầng thứ diễn sinh. Đến lúc đó là có thể trồng ra ngạo thế càn nguyên quả trầm tường đối ngạo thế càn nguyên quả có thể là phi thường mong đợi lại trái này luyện chế ra tới đan có thể hắn tu luyện ra ngạo thế thần thể hơn một ngày quá khứ một tiếng trầm muộn vang dội đột nhiên đem trầm tường giật mình tỉnh giấc là phía dưới truyền tới trầm tường ngủ lại tại một gian nhà trọ ngay nhà trọ bốn tầng thượng hắn vội vàng đi xuống đi tới lầu một thời điểm quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người tại vây xem hắn vừa mới còn tưởng rằng là hai người ở chỗ này đánh nhau. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là tại luyện đan, hơn nữa còn là tại tỉ thí luyện đan. Chỉ bất quá tạc lô, tự dước lấy nhục. Tên kia anh Tuấn Kim Y Nam tử thấy đối thủ lò luyện đan nổ banh. Châm chọc khiêu khích cười nói, sau đó đứng dậy, vừa. Mới thế nhưng ngươi đang âm thầm phá hư ta lò luyện đan. Tên kia cả người chật vật chịu không nổi lão già cả giận nói, trầm tường nhất thời cau mày sử dụng đạo tâm nhãn đi xem xem, quả nhiên thấy cái kia hư hao lò luyện đan nội bộ. Có một tia màu vàng yếu ớt năng lượng. Cái đó và kim y nam từ thân thể bề ngoài phát ra giống nhau như đúc khác. Ngậm máu phun người, người đây chỉ là cho mình thất bại kiếm cớ mà thôi, ta hiểu. Kim y nam tử ha hà cười, sau đó nói với mọi người đạo, các vị. Các người nghĩ có đúng hay không, đó là đương nhiên lão đầu này không biết tự lượng sức mình khiêu chiến vạn đạo thần sơn đệ tử thất bại cũng là bình thường nha bại bởi vạn đạo thần sơn đệ tử cái này không có gì hay mất mặt nhưng vì mình thất bại tìm lý do vậy rất mất mặt dĩ nhiên là vạn đạo thần sơn người vốn có trầm tường cũng chỉ là dự định xem xem náo nhiệt mà thôi nhưng gặp phải vạn đạo thần sơn gia hòa nhưng lại đang dùng hạ ba lạm tay của đoạn khi dễ người hắn sẽ quản quan tâm các ngươi là tại tỷ thí luyện đan đúng không trầm tường đã biến thành một trung niên nhân hắn đứng ra hỏi ngươi không mù mà nói hẳn là có thể nhìn ra được kim y nam tử mỉm cười nếu như là tỷ thí luyện đan như vậy muốn phân thắng thua cũng phải xem sau kết quả cũng không phải là nhất phương tạc lô mà ngươi liền thắng người chỉ ít cũng có cái kết quả, nếu là ngươi cũng tạc lô, như vậy thì là đánh ngang. Cho nên ngươi hẳn là tiếp tục luyện đi xuống. Bằng không ngươi cái này có thể chưa tính là thắng đối phương. Trầm tường cũng mỉm cười, như vậy ta chúng ta cũng có thể thấy vạn đạo thần sơn đệ tử luyện. Đan kỳ thuật, đúng nha. Đúng là như vậy, kết quả còn chưa có đi ra. Thắng bại không định nha, không biết vạn đạo thần sơn đệ tử luyện được đan là như thế nào, Kim. Y Nam tử trong lòng tức giận mắng Trầm Tường. Hắn mới vừa mới âm thầm phá hư đối phương lò luyện đan. Cũng là bởi vì hắn không muốn tiếp tục luyện tiếp, nhưng bây giờ bỗng nhiên nhô ra người, lại đem hắn cái kế hoạch này phá hủy, nói: "Như vậy, ta và Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử so bằng mà thôi nha." Tên kia Tạc Lô lão giả tỉnh táo lại, đối Trầm Tường đầu đi ánh mắt cảm kích. Sau đó cười lạnh nói: "Ta thế nhưng Vạn Đạo Thần Sơn luyện đan sư" Tuyệt không sẽ cùng ngươi loại này ra hỏa đánh ngang, ngươi chờ cho ta. Ta hiện tại cứ tiếp tục luyện chế đi xuống. Kim Y Nam tử hừ một tiếng, sau đó vội vàng ngồi xuống. Tiếp tục khống chế lò luyện đan, thế nhưng tại vừa mới trầm tường liền hướng bên trong đổ vào một tia lực lượng cuồng bạo. Trầm tường tại kiên trì cùng đợi một cái thời cơ tốt kíp nổ kia tia năng lượng. Tới một người gầy ông đập lưng ông, rất Kim Y Nam tử lò luyện đan liền chiến động đây là muốn ngưng đan hơn nữa cái này đều ở đây trầm tường trong khống chế dược lực thật là mạnh mặc dù cách lò luyện đan đều có thể cảm thụ được đến ừ cái này cổ đan hương phi thường nồng nặc xem tới nơi này đan phẩm chất rất cao nha tất cả mọi người nghĩ cái này vạn đạo thần sơn đệ tử luyện đan rất lợi hại nhưng trầm tường lại cảm thấy rất thông thường luyện đan lúc có thể tỏa ra nồng như vậy úc đan hương nói rõ luyện đan sư pháp hết điều khiển lò luyện đan chỉ có thể tiết ra bộ phận thuốc linh khí, bằng không liền pháp ngưng đan. Hội này sóng số lớn thuốc linh khí, cuối cùng kết quả chính là ra đan thiếu. Phẩm chất thấp, các vị hảo nhãn lực. Kim y nam tử thấy nhiều người như vậy khen hắn, thản nhiên cười, ngay hắn vừa nói xong câu đó. Phanh, một tiếng, hắn lò luyện đan liền bỗng nhiên nổ banh, mới vừa rồi còn anh Tuấn tiêu sái. Hắn, lúc này cũng là một bộ hôi đầu thổ kiểm hình dạng thấy trước khi tạc lô lão giả không khỏi cười ha hả thật. Là lợi hại nha, cái này lô tạc so với ta vừa mới cái kia còn lợi hại hơn. Vạn đạo thần sơn đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền, tạc lô đều so người khác nổ lợi hại. Còn nổ đẹp như thế, ngay cả mình đều nổ hộc máu nha. Lão giả ha hả lãng vừa cười vừa nói, mọi người nghe hắn mà nói. Cũng không khỏi được nở nụ cười, ngươi, các ngươi, nhất định là có người ở giờ trò quỷ. Kim Y Nam Tử Phi thường rõ ràng tại vừa mới là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng sẽ ngưng đan thành công, nhưng trong lúc bất chợt liền nổ tung. Hơn nữa thủ pháp phi thường cao minh, không khiến hắn phát giác. Chương 3036, thần hoang thông đạo. Dấu lớn Kim Y Nam Tử vô cùng tức giận, đây chính là tại Vạn Đạo Thần Sơn dưới chân. Lại có người dám âm hắn cái này Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử, hắn giận trừng mắt trầm tướng một bộ khí cấp bại phôi hình dạng, tựa hồ không nhớ hắn vừa mới cũng âm qua người khác nhất. Định là các ngươi làm cho các ngươi hai người này chán sống phải không? Kim y nam tử chỉ vào trầm tường cùng tên lão giả kia là lại dùng thế nào? Ta chính là chán sống, ngươi có loại sẽ giết chết ta nha. Ta xem ngươi cũng không có bản lãnh kia. Trầm tường cười hắc hắc, ngươi tuy rằng tạc lô, nhưng cũng không có thua chỉ là cùng người khác đánh ngang mà thôi, vương bát đản, ta muốn giết chết đây. Kim y nam tử cả giận nói, hai bước liền nhảy qua đến trầm tường trước mặt. Nắm tay tràn ra ngọn lửa màu vàng, mang theo bừng bừng sáng tỏ nóng khí tức. Một quyền liền đập hướng trầm tường gò má của thế nhưng trầm tường xuất kích tốc độ nhanh hơn. Một cước dơ lên, hung hăng xủy tại kim y nam tử bụng, tuy rằng hắn vô ích bao lớn sức nhưng nam tử này cũng đã bị đá đụng phải tường bay ra ngoài ly khai cái chỗ này a à hát trầm tường đối tên lão giả kia nói sau đó hắn cũng gấp bận rời đi nơi này vạn đạo thần sơn đệ tử ở chỗ này thế nhưng nổi danh cậy mạnh trong ngày thường nào có bị người như vậy khi dễ qua nam tử kia bị trầm tường một cước đá bay sau khi ra ngoài liền nằm trên mặt đất thật lâu không thể đứng lên hắn trong lòng cũng là kinh sợ không ngớt bởi vì hắn không nghĩ tới trầm tường thực lực cường đại như vậy, một cước kia đá tới thời điểm. Hàm mang lực lượng trong nháy mắt liền nhảy vào hắn thần hải trong. Trực tiếp phế bỏ hắn thần hải, mà hắn thân thể tức thì bị một cổ lực lượng đáng sợ tàn phá. Gần cốt toàn bộ đoạn toái, biết được việc này sau khi Vạn Đạo Thần Sơn người rất nhanh thì đi tới nơi này nhi, đồng thời hỏi thăm rất nhiều người. Hội gia trầm tường cùng tên lão giả kia bức họa, tuy rằng cái kia kim y nam tử tu vi không cao lắm, nhưng hắn cũng vạn đạo thần sơn đệ tử. Vạn đạo thần sơn có thể cho phép đệ tử của mình cậy mạnh vô lý, bởi vì này tượng trưng cho vạn đạo thần sơn ở chỗ này quyền uy. Cho nên hắn tuyệt không cho phép vạn đạo thần sơn đệ tử lọt vào khi dễ, vô luận là không là. Nguyên nhân là đệ tử của bọn họ vô lễ, bọn họ lúc này muốn tìm ra trầm tường bằng không bọn họ vạn đạo thần sơn chắc là sẽ không bỏ qua vạn đạo thần sơn bọn người kia thật đúng là xem ra bọn họ ở chỗ này cậy mạnh lâu như vậy cũng không có người khiến bọn họ bị thua thiệt cái này chỉ sợ là lần đầu bị người đem đệ tử đánh tàn phế a hát trầm tường thay đổi dung mạo sau khi vẫn như cũ tiêu sái tại trên đường cái đi tới đi lui căn bản không ai có thể phát hiện hắn vạn đạo thần sơn tự hồ đối với chuyện này vô cùng coi trọng, trầm tường hai ngày qua này liền thường xuyên ở trên đường thấy vạn đạo thần sơn đệ tử. Cầm trong tay hắn và lão giả kia bức họa, đầy đường cái siêu tầm bọn họ, chẳng. Lẽ là bởi vì kia cái gì thần sơn tế bọn họ mới có thể xâm nghiêm như vậy sao? Trầm tường lúc này đã ở chờ thần sơn tế bắt đầu. Hắn thật tò mò vạn đạo thần sơn tại sao muốn làm như thế một cái thần sơn tế. Còn phi thường long trọng nhất định phải đem hai tên khốn kiếp này bắt lại cũng dám khiêu khích chúng ta vạn đạo thần sơn ngày mai sẽ là thần sơn tế nếu là còn bắt không được bọn họ chúng ta cũng sẽ bị trách tội nói không chừng bọn họ nhất định ly khai thần sơn đảo bọn họ cũng không ngu xuẩn làm ra loại chuyện này sau khi chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu ở chỗ này hôm nay chúng ta làm như vậy cũng chỉ là là khiến người khác biết chúng ta vạn đạo thần sơn không cho phép người khác đối với chúng ta như vậy khiêu khích quên đi nữa chịu đựng hai ngày nữa là được ngày mai sẽ là thần sơn tế nghe nói sẽ từ thần hoang xuống tới cho phép nhiều người lợi hại như vậy cũng không biết cái này là vì cái gì trầm tường theo mấy người vạn đạo thần sơn đệ tử nghe tin tức này sau khi đột nhiên minh bạch thần sơn tế tác dụng thì ra là thế bọn họ làm cái này thần sơn tế phải là muốn mở ra một cái trận pháp tiếp thu đến từ thần hoang người của phía trên, cũng không biết sẽ đến bao nhiêu người. Trầm Tường cẩn thận suy nghĩ một chút, ở vào thời điểm này. Vạn Đạo Thần Sơn làm như vậy rất hiển nhiên là nhằm vào Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long. Thành, Vạn Đạo Thần Sơn đối Vạn Đạo Chí Bảo vô cùng coi trọng. Mà bọn họ xác định chỉ cần bắt được Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long trong thành những thứ kia. Đối Trầm Tường vô cùng trọng yếu người, là có thể áp chế đến Trầm Tường cho nên bọn họ lần này nhất định phải chuẩn bị chu toàn còn từ thần hoang thượng mặt phái người xuống tới bọn người kia một điểm cũng không có xem nhẹ bách hoa thôn nha trầm tường trở lại trong phòng tiếp tục chồng hắn dược liệu rõ thiên thần sơn tế hắn liền dự định hảo hảo nháo thượng nhất nháo khiến vạn đạo thần sơn tại trong chuyện này kinh ngạc sáng sớm trầm tường đã bị thanh âm huyên náo cho kinh động hắn sau khi rời giường mới biết được thần sơn tế dĩ nhiên đã bắt đầu rồi. Ở trên trời không sáng lên thời điểm lại bắt đầu, động tĩnh quả nhiên không nhỏ nha. Trầm tường cảm giác được mặt đất tại hơi run dày. Đây là bởi vì có số lớn năng lượng tụ tập cùng một chỗ mới đưa đến, hắn vội vã rời giường. Sau đó đi trước kia tòa núi to phía dưới đại sân rộng, hắn đi tới sân rộng thời điểm. Cái kia đại trận đột nhiên mở ra. Chỉ thấy kia tòa núi to đột nhiên bị một đạo màu trắng quang bao phủ mà trong cao không cũng xuất hiện một cái màu đen cự hố muốn xuống sao trầm tường nhướng mày thần hoang thượng mặt nếu là có người hạ tới mà nói đối với hắn có thể là phi thường bất lợi nghĩ lại giữa trầm tường liền làm ra quyết định nhất định phải ngăn cản chuyện này hắn lấy ra một cái tiểu ấn thiên luyện đế thần ấn thiên luyện đế thần ấn tuy rằng không phải là vạn đạo thần khí cũng không phải ngạo thế thần khí nhưng có phi thường cường đại hiệu quả có thể đem trầm tường lực lượng chuyển hóa được càng thêm cường, kia toàn núi to bởi vì mở ra. Trận pháp này, cho nên nguyên bản bao phủ núi to kết giới cũng đã tạm thời đóng kín. Thần Sơn trong cường giả đều ở đây thần Sơn bốn phía. Bảo vệ thâm Sơn, đảo nhỏ rất nhiều người đều đang quan sát. Bọn họ còn là lần đầu thấy tràng diện lớn như vậy, trầm tường nắm chặt tốc thiên luyện đế thân. Ấn, bắt đầu ngưng giữ ngạo thế thần lực, hắn phát ra khí tức cũng không nhỏ thế nhưng thần sơn mở ra đại trận thời điểm động tĩnh lớn hơn nữa hoàn toàn đem hắn về điểm này khí tức toàn bộ che giấu đại địa run dày được càng thêm kịch liệt trong cao không kia cổ màu đen vòng xoáy lúc này dần dần xuất hiện một đạo kim quang trầm tường rất rõ ràng tại kế tiếp không lâu sau thiên đạo thế giới sẽ cùng thần hoang tạm thời xuất hiện một cánh cửa đến lúc đó thần hoang thượng mặt sẽ có rất nhiều người xuống tới đều là đến từ vạn đạo thần sơn cường giả muốn đem bọn họ làm một trận rơi trầm tường siết chặt thiên luyện đế thần ấn lúc này hắn thiên luyện đế thần ấn đã khẽ run lên điên cuồng hấp thu hắn ngạo thế thần lực hôm nay chỉ là đợi chờ hắn đánh ra xuất hiện trầm tường thấy màu đen vòng xoáy đột nhiên biến thành kim sắc nhưng lại lóng lánh hào quang hơn hai mươi cá nhân từ phía trên chậm rãi đáp xuống những người này xuất hiện thời điểm rất nhiều người vây xem đều hít một hơi khí lạnh bởi vì này những người này đều mạnh phi thường kia từng đợt làm cho thật lớn cảm giác áp bách khí tức lệnh bọn họ cảm thấy hít thở không thông đúng lúc này trầm tường một cái thuấn di đi tới nơi này đoàn người phía trên hắn phi thường dễ dàng liền thuấn di quá khứ hắn xuất hiện trong nháy mắt trong tay thiên luyện đế thần ấn chợt đập đi ra ngoài Thần ấn trước mặt lè ra một trận mãnh liệt kim quang, sáu thú đủ giống thập phần chấn động. Tại trên quảng trường mặt những vạn đạo đó thần sơn cường giả sau khi nhìn thấy. Trong lòng hoảng hốt nhộn nhịp bay đi tới thiên nước miếng. Chương 3037, thần ấn diệt thần sơn. Dấu lớn trầm tường thiên luyện đế thần ấn đánh sau khi ra ngoài. Trong cơ thể hắn ngạo thế thần lực bản tranh thủ hơn phân nửa thả ra lực lượng cường đại hóa thành kim quang, hình thành một con bàn tay khổng lồ. Hung hăng đánh về phía đám kia mới vừa từ thần hoang người phía trên xuống, đám người kia căn. Bản không có phản ứng kịp, đã bị to lớn kim sắc thủ ấn cho bao phủ. Sau đó nhanh chóng áp hướng mặt đất kia tòa thật to thần sơn, ủng ủng, vang dội bộc phát ra. Màu vàng quang hoa lóe ra giống như là liệt dương đang gầm thét mà mọi người cảm thụ được mãnh liệt như vậy ba động đều nhộn nhịp bay đến trên cao. Để tránh khỏi gặp lan đến, vạn đạo thần Sơn Cường giả tuy rằng tốc độ rất nhanh. Nhưng là bọn họ đi qua thời điểm, cái kia to lớn thủ ấn đã đem đám người kia giết chết. Nhưng lại đem mặt đất thật lớn thâm sơn bắn cho toái, ầm ầm vang dội không ngừng kéo dài. Cái này thần sơn đảo trung gian đã xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Nước biển điên cuồng dũng mãnh vào cái này động trong nguyên bản nơi này thế nhưng có một tòa thật to thần sơn nhưng lúc này đã hôi phi yên diệt thay vào đó là một cái to lớn hồ nước không có không có vạn đạo thần sơn một gã lão giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng kiểm tra bốn phía hắn muốn tìm ra người này tới từ vạn đạo thần sơn người phía trên xuống mạnh nhất có thể có hai gã vừa tu luyện ra ngạo thế thánh thể người cái khác cũng đều là ngạo thế cảnh có những người này sau khi bọn họ muốn đối phó bách hoa thôn liền dễ như chờ bàn tay, thế nhưng, hiện tại cái này. Những người này toàn bộ bị giết hết, mà bọn họ nhưng không biết là ai giết chết, trầm tường đã sử dụng phản lực lượng ẩn núp. Hắn không nghĩ tới bản thân vừa mới mượn dùng lục thú chi lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Oanh đánh ra tới lực lượng, trong nháy mắt liền đem phía dưới cự sơn oanh diệt. Ngay cả cặn đều không còn, cái này dù sao cũng là sáu đầu ngạo thế thần thú lực lượng thế nhưng tương đương với sáu cái ngạo thế cảnh thánh giai cường giả lực lượng hơn nữa chính hắn ngạo thế thần lực đem mạnh được không cách nào tưởng tượng lục thú thật sự là thật là đáng sợ thảo nào ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn đều muốn đem ta ngạo thế thanh long chiếm là mình có trầm tường còn là lần đầu đem cái này lục thú lực lượng bắn chúng cùng một chỗ bộc phát ra cái loại này uy lực khủng bố ngay cả chính hắn đều bị rung động vạn đạo thần sơn có thể là vô cùng trọng yếu, bởi vì Vạn Đạo Thần Sơn nội bộ liền có thật nhiều trận pháp. Những trận pháp này có thể Vạn Đạo Thần Sơn thu lấy thần hoang phía trên lực lượng. Đồng thời cũng có thể tụ tập thiên đạo thế giới đại bộ phận lực lượng. Hơn nữa còn là có thể khiến bọn họ cùng thần hoang liên lạc chủ yếu cầu nối, hôm nay lại bị thoáng cái phá hủy, loại chuyện này bọn họ trước khi không cách nào tưởng tượng được. Nguyên nhân là bọn họ nghĩ tại đây thiên đạo trong thế giới chỉ bọn họ là cường đại nhất, mặc dù là ngạo thế thiên môn. Sợ sợ cũng không có thể làm được chuyện như vậy, thế nhưng... Bọn họ trước tiên liền hoài nghi ngạo thế thiên môn. Lúc này bọn họ liền nổi giận đùng đùng chạy tới ngạo thế thiên môn, thần sơn đảo coi như là hủy. Diệt rồi, nguyên bản an trí thần thánh không gì sánh được cự sơn địa phương đã biến thành một cái. To lớn hồ nước, trận pháp và vân vân toàn bộ biến mất mà đây chỉ là không lâu phát sinh, trầm. Tường vô cùng hài lòng ly khai thần sơn đảo, hắn trở lại bách hoa thôn thời điểm. Nơi này đã bố trí xong trận pháp, vạn đạo thần sơn xảy ra chuyện lớn, là ngươi làm sao? Lữ Kỳ Liên thấy trầm tường cười hít mắt đi gian phòng của nàng, liền hỏi. Nàng đã tự yến yên nhiên trổ chiếm được tin tức ngươi. Tin tức thật là linh thông, đây chỉ là trước khi chuyện mới vừa phát sinh. Ngươi bây giờ sẽ biết nha. Trầm tường thở dài nói, vạn đạo thần Sơn hôm nay có thể là địch nhân của chúng ta, ta đương nhiên muốn thời khắc quan tâm. Là yên nhiên các nàng truyền về tin tức quả nhiên là ngươi làm nha. Lữ Kỳ Liên biết được chuyện này thời điểm cũng hiểu được là trầm tường. Nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Bởi vì nàng nghĩ trầm tường tức cũng đã tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Cũng không phải kia mặt mạnh nhưng nhìn thấy nàng thấy trầm tường thân tình liền xác định là trầm tường không thể nghi ngờ trầm tường liền vội vàng đi tới cười hì hì đem lữ kỳ liên ôm để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình sau đó cùng lữ kỳ liên khanh khanh ta ta dâng lên tiểu bại hoại lữ kỳ liên thấy thấp giọng hừ nhẹ đến trầm tường tại lữ kỳ liên trổ ngọt ngào một phen sau khi phải đi tìm phong khả nhi nha đầu này phong khả nhi đang cùng tiết tiên tiên các nàng cùng một chỗ, nàng đối đám này nữ tử luyện khí quá trình hiếu kỳ vô cùng. Điều này làm cho nàng học tập đến không ít thứ. Đồng thời nàng cũng đem mình một ít tâm đắc truyền thụ cho các nàng tiểu. Khả Nhi, mau tới bồi ca luyện đan." Trầm Tường cười nói, vừa mới ta có thể là làm một đại sự, đại sự gì? Đông Phương Tĩnh vô cùng hiếu kỳ, nàng xem thấy Trầm Tường mặt mày rạng rỡ. Rất muốn biết Trầm Tường làm cái gì chuyện vui ta đem vạn đạo thần sơn san bằng hơn nữa còn là thoáng cái liền giải quyết ngay cả tự ta đều không nghĩ tới ta sẽ lợi hại như vậy trầm tường rất đắc ý nhéo nhéo đông phương tĩnh kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn ca lợi hại không thật lợi hại ta đi qua vạn đạo thần sơn chỗ thế nhưng có rất mạnh kết giới lão ca ngươi chỉ một cái tử liền san bằng đông phương tĩnh trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc trầm tường cười hì hì gật đầu Đông Phương Tĩnh là nghĩa muội của hắn, cũng là nữ nhân của hắn. Hắn cũng vô cùng thương yêu cái này tiểu đứa ngốc, cho nên hắn đặc biệt ưa thích tại Đông Phương Tĩnh trước mặt giải thích thật vậy chăng? Vạn Đạo Thần Sơn kế tiếp nhất định sẽ có rất lớn động tác. Liễu Mộng Nhi có chút lo lắng nói, Vạn Đạo Thần Sơn phòng ngự quả thực rất tốt. Nhưng bây giờ chúng ta Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long thành tại Tiểu Khả Nhi dưới sự trợ giúp cũng biến thành rất mạnh, hẳn là nếu so với vạn đạo thần sơn lợi hại vạn. Đạo thần sơn động tác lớn hơn nữa cũng vô ích. Nguyên nhân là bọn họ không cách nào an bài ngạo thế cảnh thần giai người xuống tới. Bởi vì nghĩ từ phía trên đi xuống, cần rất mạnh người cho bọn họ mở ra không gian thông đạo. Phong Khả Nhi nói, bất quá bọn họ nhất định sẽ lục tục phái ra thánh giai cường giả được. Rồi, ngươi mượn vật gì vậy san bằng vạn đạo thần sơn? phong khả nhi ra mắt trầm tường hơn món thần khí cái này trầm tường đem thiên luyện đế thần ấn đem ra nói đồ chơi này rất lợi hại không biết có thể hay không dùng vạn đạo thần thổ tăng cường thiên luyện đế thần ấn thế nhưng thiên luyện thần khí trước đế thần ấn cùng thiên luyện thần ấn dung hợp sau khi tiến hóa thành tiết tiên tiên vội vã nhận sang xem xem rất nhanh thì phát hiện thiên luyện đế thần ấn cường đại chỗ linh Văn phi thường cao thâm, loại này linh văn hẳn là đến từ chính Vạn Đạo Thần Công trong. Tiết Tiên Tiên nói, trầm tường tại không lâu đem Vạn Đạo Thần Công truyền thụ qua cho các nàng. Bên trong liền ghi chép không ít linh văn. Không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy liền nhớ kỹ, đúng. Vậy Vạn Đạo Thần Công có thể là phi thường cổ quái công pháp. Ta ở phía trên cũng đã nghe nói qua. Phong Khả Nhi nói, bên trong linh văn phi thường đặc thù, trầm Tường không hiểu cái này, hắn chỉ quan tâm cái này Thiên Luyện Đế Thần ấn còn có thể hay không. Tăng cường, ta nghĩ cái này Thiên Luyện Đế Thần ấn có bình cảnh. Thừa nhận ngạo thế thần lực có cực hạn nhất định. Trầm Tường nói, hắn lúc trước thả ra một kích mạnh nhất. Cũng cảm giác được Thiên Luyện Đế Thần ấn không cách nào dung nạp càng nhiều hơn ngạo thế thần. Lực, ngươi lưu lại nơi này nhi cho chúng ta, chúng ta dùng Vạn Đạo Thần Thổ thử nhìn một chút. Đông Phương Hinh Nguyệt nói. Trường 3038, đạo tổ nguy cơ. Dấu lớn phong khả nhi cho các nàng một ít vạn đạo thần thổ. Làm cho các nàng đem cái này vạn đạo thần thổ dùng tại thích hợp địa phương, các nàng cũng dùng. Thử qua, biết vạn đạo thần thổ lợi hại, chỉ bất quá vạn đạo thần thổ quá ít. Cũng may trầm tường có thể có biện pháp luyện chế nhiều hơn chút. Chính là tương đối tiêu hao thời gian, tốt ta và tiểu khả nhi đi luyện đan trầm tường nói chúng ta nhanh hơn điểm cường đại lên đến lúc đó khả năng chống lại thần hoang phía trên vạn đạo thần sơn trầm tường mang theo phong khả nhi đi tới đan thần bí cảnh bên trong đan hương viên bên trong đã luyện ra thiên địa vô cực đan kế tiếp nhất định sẽ lục tục có càng nhiều dựa theo loại này tiến độ rất nhanh thì sẽ sinh ra nhóm lớn ngạo thế cảnh phong khả nhi nói đến lúc đó mặc dù ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn liên thủ tiến công cũng không làm gì được chúng ta đó là đây là luyện đan lợi hại trầm tường cười nói trầm tường kế tiếp muốn luyện chế hai mươi viên thiên nguyên thánh thể đan khiến bách hoa thôn cùng cửu tiêu long thành đều từng người có mười tên ngạo thế cảnh thánh dài cường giả bởi vậy hắn liền không cần lo lắng nơi này an toàn một ngày một viên hơn nữa thời gian nghỉ ngơi hắn một cái nguyệt liền làm xong đây đều là hắn sử dụng thời gian pháp tác chi lực phối hợp hoàn thành, bởi vì này nhi cự ly bách hoa thôn rất gần, cho nên mặc dù thời gian dài luyện đan hắn cũng sẽ không khô khan. Nghĩ có chút buồn bực thời điểm, phải đi bách hoa thôn bên trong tìm những thứ kia xinh đẹp tiểu mỹ nhân buông lỏng một chút. Cùng các nàng tâm sự thiên thổi khoác lác, hip hop chơi nháo, hiện. Tại muốn bắt đầu là tự ta luyện đan. Trầm Tường dự định thừa dịp hiện tại tương đối an ổn thời kỳ, để cho mình tu luyện tới ngạo thế cảnh thánh giai đỉnh phong, hắn luyện chế 10 viên Thiên Nguyên. Thánh thể đan ăn sau khi, vốn cho là có thể làm cho hắn tu luyện tới tột cùng. Thế nhưng ngay cả thánh thể đại thành đều không thể đến thánh. Thể đại thành dĩ nhiên khó khăn như vậy đến, ta thật đúng là đánh giá thấp. Trầm Tường cảm giác mình còn cần ăn nữa 10 viên mới được. Sau đó hắn lại luyện chế 10 viên, đang muốn ăn thời điểm, tiểu lệ chi cùng tiêu bạch phượng. Các nàng hiện tại thế nhưng lữ kỳ liên phụ tá đắc lực. Các nàng là tính cách tương cận hai nữ tử. Cũng là trầm tường trong lòng phi thường thưởng thức nữ tử, đã lâu không có thấy các ngươi. Các ngươi lớn lên càng ngày càng giống, mau cho ta ôm một cái. Trầm tường xem thấy các nàng đều bước chân vào ngạo thế cảnh, cũng rất vui vẻ cũng không bất kể nàng môn có đáp ứng hay không liền đi lên đem các nàng lâu dâng lên tại các nàng trên người xoa 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 bóp nghiêm túc một chút nha tiểu lệ chi kiều hừ một tiếng dùng điểm lực khí tránh thoát trầm tường ma chảo hai cô gái này đều là xinh xắn lanh lợi cái loại này nhìn qua cũng rất tốt khi dễ có chuyện gì trầm tường cũng biến thành nghiêm túc bất quá hắn vẫn như cũ cười hì hì nhìn hai nàng vạn đạo thần sơn tin tức kỳ liên nàng khiến chúng ta tới nói cho ngươi biết vạn đạo thần sơn lại xuất hiện lúc này nàng đã đi cửu tiêu long thành cùng long cửu tiêu thương thảo chuyện này tiêu bạch phượng nói nàng còn nói lần này không cần ngươi xuất thủ bằng không ngươi ở chỗ này sự tình sẽ bại lộ nàng nghĩ không thể để cho vạn đạo thần sơn biết ngươi có thể phản hồi thiên đạo thế giới sự tiểu lệ chi mở ra trầm tường tay của hờn dỗi một tiếng chừng mắt trầm tường ừ ta đã biết ta cũng chuẩn bị đi thần hoang đi một chút gây nên lực chú ý của bọn họ. Như vậy bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Trầm tường nói, hắn minh bạch lữ kỳ liên mục đích. Bởi vì hiện tại Bách Hoa Thôn cùng cửu Tiêu Long thành thực lực đã đề thăng lên đây. Có thể cùng vạn đạo thần Sơn chống lại mà không bại lộ chuyện của hắn. Là vì phòng ngừa sau này vạn đạo thần Sơn phái ra lực lượng mạnh nhất lúc khiến vạn đạo thần sơn bọn họ khó lòng phòng bị tiểu lệ chi cùng tiêu bạch phượng đem sự tình chuyển cáo cho trầm tường sau khi đã muốn đi nhưng trầm tường kia làm cho các nàng nhẹ nhõm như vậy ly khai sau cùng các nàng không được cầm lữ kỳ liên đi ra áp trầm tường bằng không các nàng còn phải bị trầm tường ăn không ít đậu hũ trầm tường xem thấy các nàng đi rồi liếm liếm đầu lưỡi hắn nhận thức tiểu lệ chi cùng tiêu bạch phượng rất lâu rồi hai cái này xinh xắn lanh lợi tiểu mỹ nhân rất khiến hắn ưa thích tiểu bại hoại quả nhiên không phải là các nàng tại vu hãm ngươi phong khả nhi bay đến trầm tường phía sau kiều hư nói ta cuối cùng tính nhìn thấy ngươi đối với người khác mấy chuyện xấu dáng dấp thật là quá hư ta được kêu là làm ôn chuyện ta cùng các nàng quả thực thật lâu không thấy mặt ngươi cái này tu luyện thành tinh tiểu nha đầu không hiểu chúng ta chân chính nhân loại trong lúc đó cảm tình Trầm tường nghiêm trang nói, đừng nghĩ lừa gạt ta, ta đối nhân loại các ngươi hiểu đủ nhiều rồi. Phong Khả Nhi rất là không thèm. Tiết di tỉ tỉ thế nhưng nói cho ta biết rất nhiều chuyện của ngươi, trầm. Tường không để ý nàng, nói ta kế tiếp chỗ sung yếu kích đỉnh phong. Thành sau khi phải đi thần hoang. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ thần hoang trong cùng vạn đạo đan thần câu. Thông, trầm tường muốn hỏi vạn đạo đan thần một sự tình bởi vì hắn nghĩ vạn đạo thần thổ chính là vạn đạo đan thần từ phía trên lấy được. Bằng không sẽ không chạy đến thiên đỉnh đan lăng, được. Rồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, sau này có thời gian phải nhiều luyện chế nhiều vạn đạo thần. Thổ thứ này đối ngươi cùng ta đều trọng yếu phi thường. Phong Khả Nhi nói, đã biết, trầm. Tường tiến nhập trong mật thất mặt bắt đầu bế quan. Hắn ăn kia 10 viên thiên nguyên thánh thể đan cần một ít thời gian tới luyện hóa, phong khả nhi còn lại là đi tìm tiết tiên tiên các nàng. Các nàng đều là ngạo thế cảnh, có thể sử dụng ngạo thế thần hỏa luyện khí. Hơn nữa, phong khả nhi truyền thụ cho một ít lợi hại linh văn. Bọn họ luyện chế ra tới ngạo thế thần khí đều phi thường lợi hại, có thiên địa vô cực đan cùng. Thiên nguyên thánh thể đan giúp đỡ. Bách hòa thôn cùng cửu tiêu long thành chỉnh thể thực lực đề thăng cấp tốc có thể mà đối kháng nơi này ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn. Điều này làm cho trầm tường dễ dàng rất nhiều. Không giống trước khi như vậy khẩn trương, trầm tường dùng chừng 10 ngày luyện hóa thiên. Nguyên thánh thể đan, cuối cùng cũng có thể tu luyện tới ngạo thế thánh thể đại thành, ngạo. Thế thánh thể tu luyện cũng không dễ dàng, ta muốn tu luyện tới đỉnh phong. Ít nhất phải trăm viên thiên nguyên thánh thể đan a hát. Trầm tường ám ám toán tính, mặc dù có chút nhiều nhưng với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì cần một chút thời gian tạm thời cứ như vậy chút ta đi trước thần hoang tìm đạo tổ cùng long tổ hỏi hỏi bọn họ vạn đạo thần sơn đích tình huống trầm tường sau khi đột phá mang cho phong khả nhi đi tới thần hoang kia phiến biển rộng mà khi hắn xuất ra đưa tin ngọc phù đưa tin thời điểm cũng cũng không có lập tức đạt được la thiên quân trả lời thuyết phục sau đó hắn lại thử cho đường trung kiệt đưa tin vẫn không có trả lời thuyết phục bọn họ không ở nơi này nhi trầm tường tính toán một chút hắn và la thiên quân không có liên hệ đã có một ít ngày dựa theo nơi này tình thế cái này thiên túc đủ phát sinh rất nhiều chuyện trầm tường lập tức sử dụng lục đạo thời không tập trung đường trung kiệt vị trí thoáng cái liền đi tới vạn đạo lăng mộ bên trong la thiên quân nếu là cùng vạn đạo thần sơn phát sinh mâu thuẫn, vậy hắn duy nhất nơi đi chính là vạn đạo lăng mộ. Nơi này thế nhưng hắn kiến tạo, tuy rằng lúc này đã rách mướp, đạo. Tổ, các ngươi ở chỗ này sao? Trầm tường xuất ra đưa tin Ngọc Phù đưa tin, tại. Người có thể tìm tới chúng ta sao? Nếu không phải có thể, chúng ta liền đi ra ngoài đón ngươi. La Thiên Quân trả lời, vạn đạo lăng mộ cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đang bị một gã ngạo thế cảnh thần dai người truy sát. Chương 3039, Long tổ ngộ hại. Dấu lớn trầm tường đương nhiên có thể tìm được bọn họ chỗ ở vị trí. Hắn sử dụng Lục đạo thần kính bên trong lục đạo thời không rất nhanh thì có thể tập trung đường. Trung Kiệt vị trí, đường Trung Kiệt lúc này cũng là cùng với bọn họ trầm tường truyền đưa qua. Sau khi sẽ đến một cái nhà đá bên trong, lúc này La Thiên Quân. Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân đều ở đây nhi, Long tổ đây trầm tường vừa hỏi lên, đã nhìn thấy La Thiên Quân hai mắt hiện lên lướt một cái bi sắc. Sau đó trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ở chỗ này. La Thiên Quân than thở một tiếng. Xuất ra một viên hạt châu, trầm tường nhìn lòe lòe chiếu sáng kim sắc hạt châu. Lập tức minh bạch đây là ngạo thế long tổ linh hồn nha. Ngạo thế long tổ lại có gặp như vậy, ai làm? Trầm tường lập tức nghĩ tới vạn đạo thần sơn, trước khi la thiên quân bọn họ liền đứng ở vạn đạo thần sơn bên trong, bọn họ khi đó dự định lợi dụng vạn đạo thần sơn tài nguyên tu hành. Nhưng bây giờ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy, là vạn đạo thần sơn sao? Trầm tường hỏi, là ngạo thế thiên môn? Vạn đạo thần sơn dự định ép buộc chúng ta gia nhập, nhưng chúng ta không chịu. Cho nên bọn họ để chúng ta ly khai. Nhưng là chúng ta mới vừa vừa ly khai vạn đạo thần sơn không bao lâu đã bị ngạo thế thiên môn. Theo dõi là thiên quân siết chặt song quyền bắt thịt trên mặt bởi vì tại chịu đựng cực lớn phẫn nộ mà co rúm đi ra dĩ nhiên là ngạo thế thiên môn làm thế nhưng trầm tường nghĩ đây nhất định là vạn đạo thần sơn bán đứng bọn họ hành tung mượn đao giết người khiến ngạo thế thiên môn đánh lén là thiên quân bọn họ vạn đạo thần sơn bọn người kia thật là hung ác nha trầm tường hít sâu một hơi cái này cũng trách ta nếu không phải ta đối bọn họ tạo thành như vậy tổn thất trọng đại nói không chừng cũng sẽ không liên lụy đến long tổ đối với này sự trầm tường vẫn còn có chút tự trách không liên quan chuyện của ngươi vạn đạo thần sơn sớm đã nhìn chằm chằm tiểu long bởi vì tiểu long là vô cùng có khả năng trở thành ngạo thế thần thú la thiên quân lắc đầu sau đó hỏi vạn đạo thần sơn đều tổn thất cái gì chúng ta thế nào không biết la thiên quân thế nhưng biết trầm tường có thể phản hồi thiên đạo Thế giới, tại Thiên Đạo trong thế giới mặt cũng có một vạn đạo thần sơn. Trầm Tường nếu là ở bên trong làm ra một ít gì tới cũng không kỳ quái, vạn. Đạo chí bảo ở trong tay ta, mà vạn đạo thần sơn biết chuyện này. Trầm Tường nói, bọn họ cố ý gạt ngạo thế thiên môn chưa nói. Kỳ thực liền là bọn họ nghĩ một mình tìm được ta, ngầm chiếm vạn đạo chí bảo. Bọn họ vì tìm được ta, đồng thời có thể thuận lợi bức bách ta giao ra vạn đạo chí bảo bọn họ dự định vận dụng lực lượng cường đại tại thiên đạo trong thế giới mặt bắt đi chúng ta thân hữu nếu muốn lấy này tới uy hiếp ta thế nhưng ta từ lâu xuyên qua bọn họ một bộ này cho nên chúng ta sớm đối vạn đạo thần sơn động thủ tại vạn đạo thần sơn từ thần hoang phái người xuống thời điểm xuất thủ đem bọn họ phái xuống nhiều ngạo thế cảnh chém giết đồng thời đem thiên đạo thế giới vạn đạo thần sơn hủy diệt còn có chính là lúc trước ta còn giết chết bọn họ một cái ngạo thế cảnh nghe, xong trầm tường mà nói là thiên quân ba người bọn họ đều hít một hơi khí lạnh, cái này quả nhiên là tổn thất thảm trọng nha, chết đi hơn mười hai mươi cái ngạo thế cảnh, cái này thiếu chút nữa là có thể giao động vạn đạo thần sơn căn cơ, thảo nào vạn đạo thần sơn sẽ gấp như vậy khiến bọn họ gia nhập làm được xinh đẹp, là thiên quân không khỏi tán thưởng dâng lên, hắn vỗ vỗ trầm tường vai ngươi không muốn là tiểu long chuyện này tự trách hắn biết mà nói biết rất cao hứng ngươi bây giờ cũng biến thành rất cường đại ta khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi là thiên quân làm sao nhìn không ra trầm tường lúc này tu vi hắn không nghĩ tới chỉ là cùng trầm tường phân biệt mới không bao lâu trầm tường lại có thể thực lực lại có thể liền siêu việt hắn dựa theo trầm tường lúc này tiến triển bước vào tu luyện ra ngạo thế thần thể sắp tới ừ ta cho một ít đan các ngươi ăn, đến lúc đó cũng có chống lại vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế. Thiên môn thực lực, trầm tường nói, ta nhất định phải sẽ vì long tổ báo thù, ngạo. Thế long tổ lúc này chỉ còn lại có hư nhược linh hồn, đầy đều là ngạo thế thiên môn ra tay, ừ. La thiên quân tuy rằng đã từng quát tháo thế giới này. Thế nhưng hắn trung quy bỏ lỡ cho phép nhiều thời gian bị phong ấn đoạn thời gian đó trong dẫn đến hắn khó có tiến bộ nếu hắn không là bây giờ nói bất định đã tu luyện ra ngạo thế thần thể tới ngươi cho hai người bọn họ ăn là được hôm nay thấy ngươi lợi hại như vậy ta cũng có thể yên tâm đi bế quan la thiên quân nói bọn họ có thể tu luyện ra ngạo thế thần thể ta cũng có thể la thiên quân trở lại vạn đạo lăng mộ cũng là vì an tâm bế quan cái này vạn đạo lăng mộ tuy rằng đã rách mướp đại trận cũng là thiên sang bách hồng nhưng nơi này dù sao cũng là hắn năm đó dùng rất nhiều tâm trí tới kiến tạo. Hơn nữa hắn cũng kiến tạo một cái ẩn thân bí mật chỗ. Người khác rất khó tìm tới nơi này tới, trầm tường hiện tại chỉ là ngạo thế thánh thể đại thành. Còn chưa tới đạt đỉnh phong. Hắn nghĩ hiện đang đối mặt ngạo thế cảnh thần giai cường giả vẫn như cũ sẽ có rất lớn áp lực, La Thiên Quân rất nhanh thì đi bế quan trầm tường cũng tiến nhập một cái mật thất bên trong bắt đầu luyện chế thiên nguyên thánh thể đan hắn chỉ cần luyện chế hai viên là có thể khiến phương hạo vân cùng thái tôn cảnh bọn họ bước vào ngạo thế cảnh thánh giai mà đây cũng chỉ là hai ngày hắn rất nhanh thì luyện chế tốt lắm sau đó cho bọn họ ăn mà hắn vẫn như cũ tiếp tục luyện đan lúc này đây hắn luyện chế đan cũng không phải là có thể người đề thăng lực lượng cái loại này mà là có rất mạnh lực công kích nghĩ đến ngạo thế long tổ chuyện tình hắn liền vô cùng tức. Giận nếu không phải đối ngạo thế thiên môn làm một chút gì mà nói. Hắn không cách nào nuốt xuống khẩu khí này, thực. Thiên cây đã rất già, luyện chế ra tới thực thần phấn sẽ phải có rất tốt hiệu quả. Trầm tường nhìn u dao sơn trang bên trong viên kia phi thường lão đại thù. Đây chính là hắn trồng cực kỳ lâu, hơn nữa mỹ cảnh tỉ muội tỉ mỉ tài bồi. Dược lực trở nên mạnh phi thường sức trước khi hắn hay dùng loại này thực thần phấn công kích. Quá nhiều cái cường giả đụng tới loại vật này, bọn họ đều khó khăn lấy ngăn chặn, trừ lần đó ra. Trầm Tường còn dự định luyện chế càng thêm mạnh vong ngã thần hương không? Biết dùng diễn sinh pháp hơn nữa xong tới pháp luyện chế ra tới vong ngã thần hương sẽ như thế. Nào, Trầm Tường cũng rất muốn nhìn một chút hiệu quả vong ngã thần hương hơn nữa thực thần phấn tự ta nghĩ đến đều nghĩ có chút sợ hắn u giao sơn trang bên trong có không ít vong ngã hoa hắn đã phân phó mỹ cảnh tỉ muội làm cho các nàng cẩn thận tài bồi trồng ra rất nhiều phẩm chất cao vong ngã hoa tới thử trước một chút luyện chế thực thần phấn trầm tường từ thực thiên trên cây mặt gở xuống số lớn dược liệu sau đó bắt đầu luyện chế những dược liệu kia đều không thế nào ngoan cố rất nhẹ nhàng đã bị hắn luyện hóa. Sau đó bắt đầu sử dụng diễn sinh pháp cùng sông tới pháp phối hợp luyện chế mới. Có thể tiến hành hai đợt. Trầm tường đoán chừng một chút những dược liệu kia năng lượng hai. Đợt chính là diễn sinh pháp cùng sông tới pháp đều tuần hoàn hai lần. Nếu là dùng tại thiên nguyên thánh thể đan thượng mặt mà nói, không có phong khả nhi hỗ trợ. Hắn muốn tiến hành một vòng đều có chút chắc trở. Bất quá thực thiên cây thuốc năng lượng cũng không có cường đại như vậy. Cho nên không cần Phong Khả Nhi, hắn cũng có thể tiến hành hai đợt tuần hoàn luyện chế thành bột phấn, còn là luyện chế thành có thể nổ tung đan. Trầm tường hỏi Phong Khả Nhi, trước đây hắn đều là luyện chế thành bột phấn tung ra đi. Dính vào một điểm là có thể đẩy lột ra, rất là đáng sợ. Chương 3040 Bạo Thiên Linh Văn dấu lớn phong khả nhi đối trầm tường loại vật này tuy rằng không biết trước đây cũng chưa từng thấy qua nhưng nàng lại cảm thấy hứng thú vô cùng đã hỏi thăm qua cụ thể chi tiết luyện chế thành đan a hát đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không tại nơi viên đan thượng mặt cộng thêm bạo thiên linh văn đến lúc đó nổ lên mà nói có thể sản sinh rất mạnh lực đánh vào có thể đem đan nội bộ đồ vật xuyên thấu đến thân thể của con người bên trong phong khả nhi âm cười rộ lên ngươi loại này đang áp chế sau khi khẳng định đều là phi thường thật nhỏ khỏa viên cái này khỏa viên bị bạo thiên linh văn oanh đi ra ngoài mà nói mới có thể dễ dàng xuyên thấu ngạo thế cảnh thân thể thật sự có lợi hại như vậy sao tuy rằng nghe lợi hại nhưng trầm tường vẫn còn có chút không thể tin được nói như là bọn họ có cường đại phòng ngự hộ giáp kia đây căn bản không có tác dụng gì nha hơn nữa ngạo thế cảnh hộ thể khí cưng còn là rất mạnh trầm tường biết thực thần phấn lợi hại nhưng tiền đề là có thể xuyên thấu người khác phòng ngự bằng không không nhiều lắm tác dụng nếu là ngươi có loại này lo lắng mà nói hơn nữa một chút vạn đạo thần thổ bởi vậy nói không chừng là có thể buông lỏng xuyên thấu người khác hộ giáp phong khả nhi nói bạo thiên linh văn tại nổ lên sau khi sẽ sản sinh rất cao nhiệt độ vạn đạo thần thổ một khi bốc cháy lên cũng sẽ có rất mạnh xuyên thấu lực mới có thể xuyên thấu người khác hộ thể khí cương vòng bảo hộ hộ giáp cũng không có vấn đề vạn đạo thần thổ vẫn còn có loại này công hiệu trầm tường trái lại thật không ngờ vội vã xuất ra chừng hạt gạo vạn đạo thần thổ ném vào lò luyện đan bên trong luyện chế trầm tường cũng không biết muốn thế nào mới có thể làm cho vạn đạo thần thổ cùng bên trong thuốc Năng lượng dung hợp được, bất quá cái này cũng không có thể làm khó hắn. Hắn thế nhưng nắm giữ nhiều loại luyện pháp, khi hắn cẩn thận tự hỏi sau khi, rất liền nghĩ đến một cái thích hợp luyện pháp, sau hắn thuận lợi khiến vạn đạo thần thổ cùng. Những thuốc kia năng lượng dung hợp cùng một chỗ, thời gian trôi qua rất. Chừng 10 ngày đi qua sau khi, trầm tường viên này đan cũng muốn luyện chế hoàn thành. Lúc này hắn khiến Phong Khả Nhi sử dụng phong ấn chi lực ngưng đan. Cái này có thể tốt ổn định, Phong Khả Nhi hoàn thành được phi thường xuất sắc. Chỉ là nửa ngày liền đem viên này đan ngưng tốt lắm, mà ở đan muốn ngưng tốt thời điểm. Nàng còn đang biểu hiện mặt khác vào linh văn. Những linh văn này cũng là nàng trước khi nói Bạo Thiên linh văn, thật muốn điểm thử xem nha. Trầm Tường đem viên kia màu xám trắng đan nắm ở trong tay, âm âm cười. Thoạt nhìn liền rất lợi hại. Lần này ngươi ra lớn như vậy khí lực, ngươi tới lấy cái tên A Hát đừng quá nát vụn, bạo thiên thí thần đan. Phong Khả Nhi cười hắc hắc, đủ khí phách a hát cũng. Không tệ lắm, ta còn lo lắng cho ngươi cùng tiết gì cái này tiểu thí long hỗn thục. Đem nàng cái loại này tật xấu cũng học được đây. Trầm tường gật đầu, kế tiếp luyện chế vong ngã thần hương. Đây chính là vô cùng nguy hiểm gì đó, nếu so với viên kia đan đáng sợ nhiều, trầm. Tường đã từng liền thâm thụ kỳ hại, cho nên đối với vong ngã thần hương là sợ hãi cũng may hắn đã có giải độc đan tùy thân mang theo. Mặc dù không cẩn thận chúng độc cũng có thể cởi ra. Có thể hắn vừa nghĩ tới trước khi bị loại độc chất này dằn vặt qua. Trong lòng hắn còn không cảm thấy e ngại, trầm tường nói với Phong Khả Nhi qua loại độc chất. Này, Phong Khả Nhi muốn thử xem, bất quá trầm tường không để cho nàng nếm thử, cũng. Không biết tiểu linh thì đem loại độc chất này luyện chế thành cái dạng gì. Ta có không lấy được tìm nàng hỏi một chút trầm tường trước khi đã cho không ít vong ngã hoa cho đỗ tiểu linh mà đỗ tiểu linh thế nhưng dụng độc cao thủ bạch tử xinh đẹp cùng lữ thấm liên hôm nay có thể là đồ đệ của nàng tiểu khả nhi người nghĩ dùng loại độc chất này luyện chế ra tới đan gia nhập bạo thiên linh văn thế nào trầm tường hỏi phong khả nhi nắm giữ số lớn linh văn những linh văn này chỉ cần dùng tại địa phương thích hợp liền có thể tạo được rất lớn tác dụng ta ngẫm lại xem Nói chung dùng bạo thiên linh văn không quá thích hợp. Bởi vì ngươi vong ngã thần hương chủ yếu tác dụng không phải là trí mạng công kích. Mà là một loại có thể người mê say độc hương. Phong Khả Nhi đã bắt đầu nghĩ dùng cái gì linh văn thích hợp trầm tường tại nàng suy tính thời. Điểm hướng lò luyện đan nội bộ để vào số lớn vong ngã hoa. Hắn cũng định dùng diễn sinh pháp cùng sông tới đi luyện chế. Đây nhất định có thể tăng cường độc lực trước hắn liền thử qua nếu so với phổ thông luyện chế ra tới vong ngã thần hương muốn kinh khủng nhiều, chỉ là hơn 10. Ngày, hắn liền luyện chế đến phía sau giai đoạn. Cái này vong ngã độc đang luyện chế trong quá trình tương đối buông lỏng. Dù sao dược lực cũng không như thiên nguyên thánh thể đan mạnh như vậy sức nghĩ. Muốn gia nhập cái gì Linh Văn không có. Trầm tường tại thật lâu trước khi ngay luyện đan thời điểm gia nhập qua Linh Văn. Chỉ bất quá hắn về sau đối Linh Văn nhận thức không nhiều đủ không biết gia nhập dạng gì linh văn mới tính thích hợp. Cho nên hắn sẽ không có tiếp tục nếm thử, hôm nay có phong khả nhi tại. Hắn cũng không cần bản thân quan tâm chuyện như vậy, bộ giao cho phong khả nhi là được, ừ. Liền gia nhập gió, xoáy linh văn a hát. Phong khả nhi nói, gia nhập loại này linh văn. Tại nổ lên sau khi chỉ biết sản sinh một trận gió xoáy. Cái này có thể loại độc chất này hương phiêu tán được rộng bất quá ngươi đang sử dụng thời điểm cần phải chọn địa phương tốt khác thương cùng tội hắc hắc ta đã biết phía dưới liền giao cho ngươi ta đáng yêu xinh đẹp tiểu đan đồng trầm tường cười hắc hắc nói đến ngưng đan bộ phận đều là phong khả nhi tới tiến hành không nói loại này dễ dàng như vậy luyện chế đan ngay cả thiên nguyên thánh thể đan ở trong mắt nàng đều không thế nào lực không thể không nói nàng cái loại này đặc biệt phong ấn chi lực có thể rất liền đem một đại cái tinh đoàn ép thành đan dược tốc độ vô cùng quan trọng là chính cô ta còn không thế nào khí lực nếu như là trầm tường đi ngưng đan mà nói chính hắn còn cần hao tổn không ít khí lực đã bảo làm vong ngã thần phong đan phong khả nhi cho loại này đan thành lập một cái tên hai viên loại này đan cảm giác có chút thiếu nha dù sao cũng ta hiện tại thời gian sử dụng lĩnh vực tới luyện chế ta có thể có không ít thời gian đây luyện chế nhiều một điểm Trầm tường nhìn một chút u dao sơn trang bên trong vòng ngã hoa, cũng không thiếu đây. Hắn dự định một hơi thở luyện chế nhiều hơn chút tốt. Phong Khả Nhi cũng rất thích xem trầm tường luyện đan. Đặc biệt thấy dược lực tại trầm tường sử dụng diễn sinh pháp cùng sông tới pháp tăng cường sau. Khi, trong lòng đã cảm thấy rất thoải mái, sau đó mặt nàng có thể tham dự ngưng đan. Cũng để cho nàng rất có cảm giác thành tựu cứ như vậy trầm tường cùng phong khả nhi cùng nhau luyện chế cái này lưỡng chủng đan tiến hành rồi hơn hai nguyệt đem dược liệu luyện chế được không sai biệt lắm đã không có mới đình chỉ phân biệt có năm viên rời thời không lĩnh vực sau khi bên ngoài cũng chỉ là đi qua hai ngày đi nhìn thử một chút phong khả nhi đã không thể chờ đợi vạn đạo thần sơn hoài nghi ngươi ở đây thiên đạo thế giới cho nên ngươi bây giờ phải ở chỗ này làm ra một chút việc tới khả năng bỏ đi bọn họ hoài nghi ừ phải đi tìm ngạo thế thiên môn phiền phức a hát ngạo thế thiên môn đối ngạo thế long tổ việc làm khiến trầm tường trong lòng tức giận không thôi hắn luyện chế cái này lưỡng chủng đan chính là vì đi tìm ngạo thế thiên môn đây là đương nhiên liền khiến bọn họ nếm thử chúng ta thành quả trầm tường ly khai cái này mật thất tới đi ra bên ngoài sau hắn đột nhiên cảm giác được có mấy cổ hơi thờ tại phụ cận là ngạo thế thiên môn những tên kia phong khả nhi lập tức cảm ứng được sau đó phóng xuất ra một loại phong ấn lực lượng đem trầm tường khí tức trên người cho phong ấn